chân đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy Chúa sinh vì ta, năm ấy không xa bây giờ, vào một mùa Giáng sinh xưa, nửa đêm đi lễ anh đưa. Nay mùa Giáng sinh đã về Chúa ơi, lòng con như thấy thiếu đi niềm vui. Đi lễ năm xưa bên người, giờ này chỉ có riêng tôi quỳ bên hàng đá lẻ loi. Cầu xin ơn Chúa xót thương, thương nhà Việt Nam chinh chiến thề nương. Lòng con sao mãi vẫn vương, ngày đêm trông Giáng sinh vẫn một mối tình. Cầu xin ơn Chúa chứng cho lòng con, ban xuống cho con phước lành, hòa bình hay chiến tranh nhanh, tình yêu mãi thắm màu xanh. Đông mới tin
non lứa tuổi học sinh. Vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tuyến, trẻ thơ yên tâm sạch đẹp để mẹ hiền con hết ưu phiền. Tất cả anh chị em thân thương, trời bắt đầu cũng gần đến lập đông rồi, thì bỗng dưng nhớ mấy bài hát nhạc thánh thì nghe nó rất là tình cảm. Cảm ơn tất cả anh chị em thân thương đã dành rất là nhiều cái thời gian để theo dõi những cái livestream của em. Cái chủ đề của em hôm nay là người lao động tự do, ai sẽ là người bảo vệ cho người lao động tự do khi những công đoàn của nhà nước họ không bảo vệ được cho quyền lợi của người lao động. Thì hôm nay tiếp tục nói về cái quyền lợi của người lao động. Cũng mong tất cả anh chị em, chào anh Đông Nguyên, cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Thì cái chủ đề lao động của Việt Nam của chúng ta, người lao động Việt Nam của chúng ta, nó là một cái đề tài giống như một cái đề tài muôn thuở. Bởi vì người lao động Việt Nam của chúng ta rất là khổ, anh chị em biết không? Tất cả coi như người công nhân của chúng ta, từ những người công nhân, những người lao động tự do, những người lao động trong các xí nghiệp mà gọi là
có công đoàn của nhà nước, nhưng mà thực chất ra cũng không được bảo vệ. Tất cả những người lao động của chúng ta không được bảo vệ, bởi vì thực chất ra cái công đoàn của nhà nước là lập ra để nhằm mục đích là phục vụ đảng. Bởi vì trong cái điều 1 của luật Bộ luật lao động thì cũng đã nói rồi, công đoàn là một cái lực lượng của nhà nước mà, chứ đâu phải là của người lao động đâu. Cho nên là nói đến cái công đoàn Việt Nam thì thật sự rất là nhiều người họ chán ngán, nhưng mà bởi vì không có cách nào, người công nhân họ không có biết cái phương pháp nào để coi như là bảo vệ cái quyền lợi cho họ. Bởi vì cái thứ nhất, họ không hiểu về cái quyền lợi của họ như thế nào. Cái thứ hai là họ không hiểu biết về luật lao động, cũng không biết hiểu về cái quyền lợi của mình, cái quyền nào mà được hưởng. Như vậy kể cả những người lao động mà ở trong các công ty xí nghiệp lớn mà còn không được bảo vệ nữa, thì cái quyền lợi của những người lao động mà gọi là, tôi gọi là người lao động tự do. Người lao động tự do như thế nào? Người lao động tự do chẳng hạn như là những người thợ xây nè, những người đi làm những cái việc ở bên ngoài, không có thuộc về của một cái công ty nào, hoặc là những người chạy xe ôm, những người lái xe, đó là thuộc về lao động hết anh chị em. Đó là những người, những cái ngành nghề đó là những cái ngành nghề gọi là ngành nghề lao động tự do. Thì ai sẽ là những người bảo vệ cho họ khi họ gặp ra những cái bất trắc, chẳng hạn như họ gặp tai nạn lao động, hay là họ gặp về cái bệnh nghề nghiệp, thì chẳng có ai bảo vệ cho họ hết. Còn nói về cái bảo hiểm của Việt Nam thì như anh chị em cũng biết rồi, như cái clip hôm qua tôi đang làm dở dang thì nó đã đánh sập cái clip của tôi. Thì anh chị em biết không, kể cả coi như là ngân hàng của coi như nhà nước hiện nay nó cũng đã phá sản rồi, và cái quỹ bảo hiểm xã hội nó cũng đã phá sản rồi, thì coi như là kể cả những người lao động mà đóng những cái bảo hiểm bắt buộc cũng không còn tiền để mà lãnh ra. Thì đừng có nói gì những người lao động tự do, cho dù những người lao động tự do họ có đóng bảo hiểm đi nữa thì cái tiền bảo hiểm của họ bây giờ cũng coi như là chạy vào cái lỗ nào đó. Nó thật sự nó giống như là muối bỏ biển nha. Bây giờ tiền của người dân Việt Nam đổ không biết bao nhiêu vô cho cái nhà nước Việt Nam mới đủ. Cho nên đừng có nói gì mà những cái công đoàn nó bảo vệ được cho những người lao động mà ở trong các xí nghiệp. Kể cả những người lao động trong các xí nghiệp và những người mà đóng bảo hiểm trực tiếp, những người mà trực tiếp tham gia đó mà nó còn không bảo vệ được thì huống gì mà những người lao động tự do như vậy rồi, anh chị em thấy không? Rồi cái cuộc sống của anh chị em nó sẽ về đâu? Khi đó, đó ai sẽ là bảo vệ cho cái quyền lợi của anh chị em? Hay là anh chị em sống trong một cái xã hội gọi là tự coi như là tự sinh tự diệt? Đó. Trong khi anh chị em phải đóng rất là nhiều cái loại thuế, anh chị em mỗi một năm như vậy á, những người lao động là những người coi như là trực tiếp làm ra những cái sản phẩm để đóng góp một phần rất là quan trọng cho cái xã hội. Nhân đại quỹ bảo hiểm xã hội phá sản khi nào vậy hả? Thật sự ra quỹ bảo hiểm xã hội nó đã phá sản cách đây 2 năm rồi anh, nhưng mà hiện nay á họ không có công bố. Nếu như anh muốn biết á, anh cứ lên coi như là Google anh search thì anh sẽ biết cái quỹ bảo hiểm hiện nay nó còn hay là nó mất. Và các ngân hàng của coi như là Việt Nam hiện nay nó có còn an toàn hay là không. Trong khi đó nhà nước Việt Nam, nếu sẵn cái dịp anh hỏi này, tôi mới coi như là giải thích luôn một cái loạt về cái vấn đề này. Anh thấy đó, cái ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện nay một mặt đó là nhà nước kêu người dân gửi tiền vào ngân hàng đó, và một cái mặt khác rất là quan trọng đối với coi như là những người gửi tiền là ngân hàng nhà nước cũng cho ngân hàng phá sản, mà bất kể người dân gửi bao nhiêu tiền, gửi 1 tỷ, 2 tỷ, 100 triệu hay là gửi coi như 100 tỷ cũng vậy, thì chỉ có được bồi thường có 75 triệu. Như vậy á thì hai cái luật này nó có coi như là chồng chéo nhau như thế nào? Một mặt thì khuyến khích người dân gửi tiền, một mặt á thì khuyến khích ngân hàng cướp của người dân. Đó, nó đều coi như là tất cả đều là gom về của đảng hết trơn.
Đó, như vậy nó rất là bất hợp lý. Đó, như vậy chúng ta phải tìm ra những cái giải pháp, tìm ra những cái để mình phân tích, và quỹ bảo hiểm cũng không còn. À, anh chị em thấy á, cái coi như là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hàng năm người dân đóng biết bao nhiêu tiền vô để nuôi cái bộ này, cái bộ coi như lao động thương binh và xã hội này. Nhưng mà cái bộ này đã làm được cái gì cho người lao động, trong khi người lao động bị rất là nhiều người bị tai nạn, ai giải quyết cho họ? Rất là nhiều người lao động bị bệnh nghề nghiệp. Tôi thật sự tôi làm công nhân trên 10 năm trời, xin thưa với anh chị em như vậy, cho nên tôi rất là hiểu cái đời sống của những người công nhân. Anh chị em biết không, những người mà làm công nhân á, có coi như là thời gian thâm niên là tất cả đều bị những cái bệnh nghề nghiệp hết. Nhưng mà hiện nay anh chị em thấy á, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm coi như là y tế, đâu có ghi những cái danh mục gọi là cái bệnh nghề nghiệp trong đó đâu. Đó, và họ cho những cái bệnh đó là cái bệnh coi như là ngoài cái danh mục bảo hiểm, họ đâu có trị. Tôi thật sự nói ra, anh chị em biết không, rất là nhiều người công nhân mà làm coi như là trên 5 năm bị những cái bệnh, chẳng hạn như là gai cột sống nè, bệnh trĩ nè, bệnh coi như là thoái hóa cột sống nè, bệnh coi như là khớp nè, đó, rất là nhiều căn bệnh. Và cái bệnh nữa là tức là nhất là cái bệnh mà gọi là viêm xoang. Hầu như là 100 người công nhân là coi như là 90 người đã bị cái bệnh viêm xoang rồi. Đó, thì anh chị em phải thấy cái môi trường làm việc của người lao động hiện nay không được bảo vệ. Cái môi trường làm việc của người lao động thật sự hiện nay rất là mất an toàn, kể cả coi như là bị ô nhiễm tiếng ồn nữa. Trong một cái công ty không có những cái dụng cụ để bảo hộ lao động đó, chẳng hạn như là bảo hộ lao động. Anh chị em thử nhìn ra những cái nước bên cạnh, những cái nước mà họ biết lo cho người dân á. Anh Phong Hà nói mỗi ngày thị trường chứng khoán còn rớt thêm mấy tỷ đô la nữa. Đó, thì nhìn những cái cảnh đó là biết những cái quỹ của coi như là Việt Nam nó còn hay là không đó. Người lao động của người ta. Chủ đề của hôm nay là người lao động tự do, ai là người bảo vệ các cái quyền lợi cho người lao động tự do? Anh chị Lê An nói về những người lao động mà về tay chân, về các cái công việc ở bên ngoài đó, để cho anh chị em hiểu về tại sao mà họ không được bảo vệ. Dạ đúng rồi, chưa thấy báo chí đưa tin hả? Báo chí đâu dám đưa tin. Anh thử tìm hiểu lại đi, báo chí họ không dám đưa tin đâu. Nếu mà báo chính đưa đưa tin đó thì coi như là đâu có còn gọi là báo chí của đảng nữa, mà đó là báo chí tự do rồi. Cảm ơn anh đã coi như là hỏi những cái câu hỏi đó. Anh chị em hãy nhìn thấy đi, bây giờ ai ai sẽ là những người bảo vệ cho họ? Trong khi á, anh chị em nhìn lại các cái nước bên cạnh của anh chị em, người lao động của họ được bảo vệ một cách rất là tốt. Kể cả những người lao động tự do, những người lao động tự do họ có những cái coi như là nghiệp đoàn để bảo vệ những cái quyền lợi cho họ. Tất cả những người lao động đều có thể tham gia nghiệp đoàn tự do đối với những cái nước mà có những cái công đoàn độc lập. Thì riêng Việt Nam của chúng ta thì không có. Việt Nam của chúng ta thì họ tìm mọi cách để họ kiểm soát những cái người lao động thôi, chứ thực tế là anh Phong Hạ nói rất là đúng, báo coi như nhà nước không bao giờ dám đưa những cái tin mà thực tế ngoài xã hội đang xảy ra đâu. Báo nhà nước muốn đưa một cái tin đó là phải coi như là kiểm duyệt, kiểm phải được đảng cho phép rồi mới coi như là thông qua. Thì tất cả những cái số tiền của chúng ta đóng vô đó, nó đều coi như là trôi đi đâu mất. Còn các công nhân của các nước bên cạnh anh chị em á, là khi mà đóng một cái đồng tiền, mà thật sự đóng một cái đồng tiền rất là ít, ít hơn anh chị em rất là nhiều, và cái thuế của họ đóng rất là ít nữa. Cái thuế của họ đóng thật sự nói ra mà so với các nước trong khu vực á, là Việt Nam, người lao động Việt Nam, người dân Việt Nam của chúng ta đóng thuế cao gấp 3 lần của coi như là những cái nước bên cạnh chúng ta. Đó. Nếu như không tin một tí xíu tôi sẽ dẫn chứng cho anh chị em thấy.
Thì anh chị em thấy đó, thì làm sao mà bảo vệ được cái quyền lợi của anh chị em được đó. Nếu như anh chị em muốn bảo vệ được cái quyền lợi của mình, bảo vệ một cái quyền lợi chính đáng của mình, thì anh chị em phải biết được cái nào mình bị lấy, cái nào mình bị người ta cướp mất, cái nào mình được hưởng đó, chứ không phải là người ta muốn coi như là cho mình cái gì là cho. Thật sự á, ở Việt Nam nhiều người nghĩ rằng nếu như mình không làm á thì coi như mình thất nghiệp. Anh chị em nghĩ đó là một cái điều sai trái. Nếu như á, mà tất cả công nhân của các nước trên thế giới này đều nghĩ như anh chị em á, thì coi như là họ đều bóc lột nhau hết. Nhưng họ có một cái sự cái tư duy khác ngược với lại anh chị em, là tôi làm, tôi bỏ sức lao động ra tôi làm, thì tôi phải được hưởng những cái quyền lợi xứng đáng với cái sức lao động của tôi, chứ không phải là tôi vào đây làm để coi như bị bóc lột. Tôi không thể nào chấp nhận bán cái sức lao động của mình mà không xứng đáng với đồng tiền của mình. Anh chị em thấy hiện nay người dân Việt Nam, công nhân Việt Nam mới vô làm hoặc là làm dưới coi như là 5 năm, lương một tháng được bao nhiêu? Lương một tháng được 4 triệu mấy, 4 triệu đến 4 triệu mấy. Thì anh chị em nghĩ rằng đối với 4 triệu, 4 triệu mấy hiện nay anh chị em xoay sở như thế nào cho một tháng? Trong khi một ngày là anh chị em phải coi như là ăn uống, ăn một suất ăn của anh chị em bữa nay là bao nhiêu rồi? Có phải là anh chị em cầm 20 ngàn chẳng ăn được cái gì hay là không? Đó. Thì so với cái sự trang trải của cái hàng ngày của anh chị em, một tháng 4 triệu mấy chẳng có đủ. Tiền nhà anh chị em phải đóng một tháng bao nhiêu rồi? Anh chị em phải nhìn lại những cái xung quanh của mình. Tức là cái quyền lợi của anh chị em hiện nay không được bảo vệ. Thì anh chị em muốn được bảo vệ cái xuống đường thì nói về những cái chủ đề khác. Cái chủ đề hôm nay là em nói về những cái quyền lợi người lao động. Em kêu người lao động thành lập những cái công đoàn độc lập của mình. Đó. Kêu người lao động phải biết tìm hiểu về cái quyền lợi của mình. Cảm ơn chị đã hỏi những cái câu hỏi như thế này. Thật sự không phải lúc nào mình cũng kêu xuống đường được. Xuống đường thì nó cũng có một cái thời điểm, chứ không phải ngày nào cũng cũng kêu xuống đường thì làm sao. Kêu riết như vậy thì người dân họ họ thấy sao? Cho nên là không phải lúc đây là em chỉ bữa nay là em chỉ nói về cái quyền lợi của người lao động cho người lao động họ họ hiểu và họ bảo vệ được cái quyền lợi của mình. Bởi vì tất cả những người lao động của Việt Nam chúng ta, dạ chị cắt bụi tại vì em không mình em không thể làm sớm hơn được bởi vì cái thời gian của em buổi chiều nó có nhiều cái nó phải làm, cho nên là xin lỗi chị đó. Anh chị em thấy đó, những cái bệnh nghề nghiệp của Việt Nam của chúng ta, anh chị em thấy vô trong bệnh viện thì ai chịu? Tất cả coi như là bản thân của chúng ta phải bỏ tiền ra. Anh chị em vừa bán sức lao động nè, mà cuộc sống của anh chị em gặp rất nhiều khó khăn, xong xuôi đó anh chị em làm hết cái quãng đời công nhân của mình, anh chị em lại mang cho mình một cái căn bệnh rất là ngặt nghèo. Có nhiều khi á, những cái đồng tiền mà anh chị em làm suốt trong 10 năm mười mấy năm đó không đủ coi như là tiền để anh chị em đi bệnh viện nữa. Như vậy thì anh chị em phải nên suy nghĩ lại là cái cuộc sống của mình hiện nay và cái công việc của mình làm như vậy có đáp ứng được cái quyền lợi của mình hay chưa. Anh chị em hãy nhìn, tôi không có coi như là đã kích hay làm cái gì, tôi chỉ ra cho anh chị em thấy một cái nhìn rất là rõ ràng. Anh chị em hãy nhìn ra tất cả các nước bên cạnh đó, công nhân của anh ta mỗi một năm như vậy á là họ làm họ dư ra xin lỗi anh chị em. Họ làm họ để dư ra bao nhiêu ngày lao động để coi như là họ dành một cái coi như là quỹ thời gian để họ đi du lịch. Còn người Việt Nam của chúng ta làm như thế nào? Đó, mỗi một năm theo luật lao động á thì người lao động được hưởng 14 ngày phép, đúng không? Những ngày phép đó thật sự ra những 14 ngày phép đó là những 14 ngày được hưởng lương.
Nhưng mà cuối cùng những cái công ty nó có cho anh chị em hưởng lương trong những 14 ngày đó không? Hay là trong 14 cái ngày mà quỹ thời gian đó theo luật quy định đó thì họ muốn bắt anh chị em nghỉ lúc nào là nghỉ. Anh chị em biết có những cái công ty nó khốn nạn như thế này, những cái lúc mà nó hết hàng á, những cái lúc mà nó không có hợp đồng thì nó bắt anh chị em nghỉ vào cái quỹ thời gian đó, nó cho anh chị em nghỉ vào cái quỹ thời gian đó để chi, để coi như là khi mà có hàng nó bắt anh chị em tăng ca, mà phải cho anh chị em nghỉ cái quỹ thời gian đó anh chị em được hưởng lương đâu, không, nó không trả cho anh chị em đồng một đồng lương nào hết. Thì như vậy đối với coi như những người lao động trong các công ty, các xí nghiệp lớn mà nó còn đối xử như vậy thì người lao động tự do thì ai bảo vệ cho họ đó, trong khi nhà nước thì không còn tiền người mà người ta vắt cạn kiệt cái sức của coi như là dân như vậy thì anh chị em lấy gì để coi như là tái thiết lại cái sức lao động của mình? Dạ đúng rồi, chuyển viện từ tiếng này qua tiếng khác thì nó không thanh toán bảo hiểm đâu, anh Đông Nguyên à. Bởi vì ở Việt Nam của chúng ta là nó như vậy, bởi vì mua bảo hiểm ở đâu đó là trả tiền ở đó. Cái đó là một cái luật rất là trớ trêu của Việt Nam của chúng ta. Nói về đã nói là bảo hiểm xã hội, một cái luật bảo hiểm thì nó gọi là một cái chung rồi, như các nước không biết anh bệnh như thế nào không cần biết, khi mà anh vô bệnh viện thì bệnh viện họ cứu chữa cho anh đầu tiên, còn ở Việt Nam thì sao, đầu tiên anh vô anh phải đóng tiền thì nó phải khác biệt, thì cái bảo hiểm của Việt Nam nó cũng vậy thôi, không có khác gì hết đó. Sống ở đất nước Việt Nam là tất cả cái gì cũng là tiền hết, đồng tiền trên hết, bởi vì cái xã hội nó tạo ra cho như vậy. Mặc dù tôi biết rằng cuộc sống bất kể ở đâu cũng phải cần tiền mới mới sống được, nhưng mà người ta có một cái tính nhân văn là khi mà người bệnh là phải cứu chữa trước còn đồng tiền tính sau, còn ở Việt Nam thì nó đưa cái đồng tiền lên trước, bởi vì nó nói là vật chất nó có trước mà. Đó, thì lúc lúc nào Đảng Cộng sản như là cũng đưa cái vật chất hàng đầu hết, cho nên nếu mà không có tiền thì con người nó cũng có chẳng coi ra cái gì đâu, đối với Việt Nam là như vậy. Nói cái này thì nó đi chệch ra ngoài cái chủ đề. Thì anh chị em thấy đó, rồi con cái của anh chị em về đâu? Anh chị em thấy á, anh chị em làm quần quật cả ngày về, anh chị em làm chẳng hạn như anh chị em đi phụ hồ, đi làm xây dựng đúng không? Một ngày là 8 tiếng đồng hồ, một ngày anh chị em được 100 mấy chục ngàn, nhưng mà cái công việc của anh chị em nó cũng đâu có ổn định đâu. Bởi vì cái ngành xây dựng thì ngày làm được ngày làm không, rồi á những cái ngày nghỉ đó anh chị em làm cái gì đó, rồi ai bảo vệ những cái quyền lợi cho anh chị em khi anh chị em gặp những khó khăn? Bởi vậy tại sao người người Việt Nam của chúng ta coi như là tối ngày cứ mắc nợ. Anh Tấn Phát, ở chỗ tôi có mấy cô giáo viên mầm non không có bằng cấp, tôi biết nhưng không biết làm sao. Anh inbox riêng cho em đi về những cái trường hợp này á, anh nhắn qua cái Messenger cho em, thì em sẽ chỉ cho anh một cái cách để liên lạc an toàn, rồi nó có cách để coi như là làm việc hết á. Cái này là gọi là lao động chui, lao động mà chăm sóc trẻ em, chăm sóc những người mầm non của coi như là tương lai của một đất nước, mà như vậy thì nó cũng không ấy, mà mình phải xem xét lại, nói đi cũng có cũng nói lại là coi mình cũng phải xét đến cái tình người nữa, những cái người này á họ có đối xử tốt hay là không. Còn nếu mà nói theo nguyên tắc á thì không không đúng, nhưng mà mình phải suy xét lại cái gì á, nó cũng có cái hợp tình và hợp lý, cái tình nó cũng phải đi chung với cái lý và cái lý cũng phải đi chung với cái tình, nếu như mà mình cứ dùng lý không thì cũng không có ổn lắm. Cái đó là theo cái sự suy nghĩ của em như vậy. Thì anh chị em thấy bây giờ xã hội của chúng ta bao nhiêu, xã hội của chúng ta coi như là có gần ok anh, cảm ơn anh. Thì bây giờ xã hội chúng ta có ba mươi mấy gần 40 triệu lao động, bởi vì
tính là cái tuổi lao động của Việt Nam của chúng ta thì đừng có nói là 65 tuổi á thì nghỉ được nghỉ hưu không có đâu. Anh chị em cũng thấy đó, những người bán vé số cũng là những người lao động vậy, những người mà trẻ em đi bán vé số cũng gọi là lao động vậy, đúng không? Cho nên á, chúng ta không thể tính là chia ra là làm ba được, là 30 triệu này 30 triệu khác. Nhưng mà cái số lao động của Việt Nam rất nhiều hơn. Người dân Việt Nam làm rất là nhiều thời gian, bỏ ra rất rất là nhiều thời giờ để làm lao động. Nhưng mà người Việt Nam lại được hưởng ít nhất, được hưởng coi như là tệ nhất những cái về cái lợi ích xã hội mà họ đã bỏ ra so với công sức của họ. Đó. Nếu như chúng ta nhìn với cái nước bên cạnh của chúng ta, đó là Campuchia thôi, thì cái thời gian lao động của họ ít hơn thời gian lao động của người dân Việt Nam, nhưng mà họ được sống một cái cuộc sống an sinh xã hội nó tốt hơn là những người lao động Việt Nam của chúng ta. Tại sao nó có sự khác biệt đó? Tất cả là nó cũng có một cái nguyên nhân, tức là những cái nước đó, những người công nhân họ được thành lập cái công đoàn độc lập của họ, và cái công đoàn độc lập của họ bảo vệ cái quyền lợi cho người lao động rất là tốt. Bởi vì cái công đoàn độc lập, anh chị em nên nhớ rằng nó không thuộc về đảng phái chính trị, và nó thành lập ra để nhằm mục đích bảo vệ cái quyền lợi của người lao động mà thôi. Cho nên là nó Campuchia nó cũng cho phép hoạt động, Thái Lan nó cũng cho phép hoạt động, Malaysia, Indonesia, nói chung là các nước bên cạnh Việt Nam thì công nhân đều có công đoàn độc lập. Chỉ riêng Việt Nam của chúng ta dân số thì nó nhiều hơn các nước rất là nhiều. Dân số Việt Nam nó coi như nó hơn dân số Thái Lan đến 30 triệu. Còn nó hơn coi như là Việt Nam đến coi như là 80 mấy triệu lận. Việt Nam hơn Campuchia đến 80 mấy triệu lận. Đó. Còn nó hơn đến Mã Lai thì cũng coi như là khoảng tầm 80 triệu. Đó thì anh chị em thấy nó khác biệt như thế nào? Trong khi một đất nước họ ít dân số hơn chúng ta như vậy mà coi như họ còn có những cái công đoàn độc lập, còn đất nước của chúng ta với coi như con số ba mươi mấy và gần 40 triệu công nhân và người lao động mà không dám thành lập ra một cái công đoàn cho mình, không dám thành lập ra một cái nghiệp đoàn cho mình để bảo vệ cái quyền lợi cho mình. Trong khi đó, Việt Nam đã cam kết với các nước, cam kết với lại coi như là nó gọi là ILO, tức là Tổ chức Lao động Quốc tế, là Việt Nam có công đoàn tham gia những cái công ước này công ước nọ để cho được người công nhân được có những cái tổ chức công đoàn của mình, nhưng mà cuối cùng họ có làm đâu. Xin lỗi chị em. Trong khi đó, cái hiến pháp của Việt Nam lại cho phép trong điều 25 thì lại cho phép người dân được tự do lập hội, tự do coi như là lập những cái này cái nọ, nhưng mà cuối cùng anh chị em không nhìn thấy. Và khi mỗi khi mà anh chị em còn thờ ơ, mỗi khi anh chị em còn coi như là để cho đảng muốn làm gì làm, để mà việc đó có đảng lo, việc đó có nhà nước lo, thì cái cuộc sống của anh chị em vẫn tiếp tục bị coi như là bóc lột. Cái cuộc đời công nhân của anh chị em sẽ tiếp tục làm nô lệ trên chính quê hương của mình. Và anh chị em thấy đó, bây giờ anh chị em đóng tiền cho cố, đóng bao nhiêu tiền nào tiền nọ, tiền quỹ bảo hiểm này, tiền quỹ hưu trí, tiền gì anh chị em thấy tất tần tật, cái gì anh chị em cũng phải đóng tiền, nhưng mà cuối cùng đúng rồi chú Mai Anh, mà anh chị em được hưởng cái gì? Anh chị em thấy đó, bây giờ gọi là cái như là cái quỹ của người cao tuổi đó, anh chị em thấy 80 tuổi mới được hưởng cái như là 400 ngàn một tháng, mà anh chị em hãy nhìn đi, anh chị em nhìn, anh chị em phải đóng cái số tiền đó cho coi nha cha mẹ của anh chị em, bao nhiêu năm mà dân số Việt Nam anh Đông Nguyên nó đá lên pháp luật. Anh chị em thấy đó,
Ừ. Xin lỗi tại vì có một cái em phải đọc. Anh chị em thấy đó, dân số Việt Nam được bao nhiêu người sống được trên như là 80 tuổi để hưởng cái tiền đó. Rồi anh chị em không đặt ngược lại một cái dấu hỏi, rồi cái tiền đó nó sẽ chạy về đâu? Mà trong khi á anh chị em phải đóng hàng tháng cho cha mẹ của mình, cho ông bà của mình. Đó, nhưng mà cuối cùng cái quỹ nó đi về đâu chúng ta không biết. Đó. Rồi anh chị em còn phải đóng cái tiền gì cho hội phụ nữ, hội gì đó. Mà anh chị em thấy những cái tiền đó có vô lý không? Hàng năm anh chị em phải đóng rất là nhiều tiền, mà cuối cùng những cái hội đó bảo vệ được cái gì? Cái quyền lợi nào cho anh chị em không? Không có. Như vậy á, tôi rất là khuyên anh chị em phải nhìn lại những cái cuộc sống xung quanh của mình, phải biết về cái quyền lợi nào của mình được hưởng, cái quyền lợi của nào của mình bị mất. Đó, thì nếu chúng ta nhìn thấy được cái quyền lợi của mình, và chúng ta hãy nhìn quan sát những cái tổ chức anh Hồ Hùng nói là Quỹ Người Cao Tuổi Việt Nam là của Liên Hiệp Quốc bảo trợ chứ không phải đáng lo. Nhưng mà thật sự ra anh biết, anh có biết không, là người già Việt Nam hàng tháng phải đóng vào cái quỹ đó. Đó. Tôi không lấy đâu xa, ở bên nhà, ở bên vợ tôi thì cứ tháng nào cũng phải đóng vào cái quỹ đó. Rồi nó còn có một một thêm cái quỹ hội nữa là do xã nó lập ra, là coi như là cứ có người trong xã hoặc là trong cái ấp đó có người chết đó, thì nó tới nó quyên góp mỗi một nhà như vậy là 20.000. Thì nó cứ quyên góp như vậy. Tôi kêu đừng có đóng, tôi biểu đừng có đóng cái tiền này. Cái tiền này á là nó đóng vô để nó coi như là bỏ túi nó thôi, chứ không bao giờ nó giúp được cho ai đâu. Hoặc là nó lấy mỗi người mỗi một nhà như vậy 20.000 hồ tệ. Thì mà chục nhà nha, như vậy là 200.000. Nhưng mà cuối cùng cuối cùng á thấy nó tới nó phúng điếu cho cái gia đình mà chết nó được cái gì. Nó giỏi lắm, coi như là một chai rượu với lại mấy bịch trà mà gọi là trà đám ma đó là làm gì, mấy bó nhang thì làm gì, thì cái số tiền nó chạy về đâu? Cho nên tôi khuyến khích, tôi nói không có đóng. Mỗi một lần mà tôi thấy tới mà lấy tiền như vậy, tôi đi đi ra đi ra đi, tôi không có tiền đâu để tôi đóng. Nhà tôi coi như làm ăn chết cha rồi, là mới còn không có tiền mà mua gạo ăn nữa, lấy đâu mà đóng ba cái quỹ này. Nó nói là đóng đi rồi đến lúc mình chết rồi có người họ lo. Không có đâu, đến lúc mà nhà tôi có người chết nhà tôi lo, mới chỉ việc đó không phải cái việc của mấy ông cần lo. Tôi nói thẳng, tôi đuổi thẳng ra ngoài. Tôi là vậy đó. Còn anh chị em phải nhìn, mà cuối cùng tôi đuổi hồi mấy thời gian nó có dám mò tới nữa đâu. Đó, nói thẳng cái này không có đóng góp lợi ích gì cho coi như là tài nguyên quốc gia, không có đóng góp về gì về cho lợi ích của một quốc gia hết á. Mà tất cả cái tiền này là cái tiền mà chạy vào túi riêng của coi như là các ông hết, đừng có đóng anh chị em. Mình coi như là cứ thấy nó tới là mình sợ mình đóng tiền, cái đó là không đúng. Mình phải biết đó là cái quyền lợi chính đáng của mình, mình cần phải bảo vệ nó. Mà những cái đó mà anh chị em còn không dám lên tiếng thì làm sao mà gọi là bảo vệ được cái quyền lợi đó, là những cái quyền lợi thiết thực của anh chị em đó. Cái quyền lợi đó chỉ thẳng ra là chỉ thẳng vào cái như là miếng cơm qua anh chị em, chỉ thẳng vào cái tài chính của anh chị em đó. Anh chị em đừng có nghĩ rằng á thôi kệ nó, 20.000 không đến đâu, hoặc là 50.000 nó không đến đâu, rồi cái như là đóng đi cho nó êm chuyện. Tôi nói thật sự với anh chị em, ở Việt Nam chúng ta nhiều người, rất là nhiều người nghĩ về cái việc đó. Họ nghĩ rằng á, nếu mình không đóng cho họ, họ làm khó dễ. Không có ai có quyền làm khó dễ cho anh chị em. Anh chị em càng đóng như vậy thì nó càng làm tới, nó càng đẻ ra những cái phát sinh này phát sinh. Bởi như sao? Bởi sao tôi nói là nó đẻ ra những cái đó? Bởi vì á, nó ăn rồi nó ngồi không, nó chỉ một cái việc là nó suy nghĩ. Nó suy nghĩ làm cái cách nào đó để coi như là moi tiền ở trong túi anh chị em mà thôi. Đó. Cho nên là miễn bàn đối với tôi, những cái hội những cái quỹ đó là miễn bàn đối với tôi, phải không? Đi đi biến đi, biến ra khỏi nhà tôi, không ai tiếp đâu. Một ly trà tôi còn không cho nữa chứ đừng có thiệt. Tôi để cái ly trà đó tôi để dành tôi uống nó còn tốt hơn, không có cho mấy ông đâu. Dẹp đi. Tôi là đối với tôi là vậy đó.
Anh Trọng Nguyên nó không đuổi mà đập mặt nó, không đừng đập nó, đuổi nó thôi, đập mặt nó gây cái cớ là nó kiếm chuyện đó, đem nó mời mình lên nó làm khổ thêm mấy ngày nữa, rồi mình phải mất công ăn việc làm nó, cho nên là mệt lắm, mình cứ đuổi nó đi ra đừng, tôi không đóng vậy. Anh chị em có biết có thời gian á, nó còn hù gia đình tôi như thế này nè, chị tự yêu tự do chờ một tí xíu em sẽ mời, nó còn nói như thế này nữa nè, nếu mà không có đóng tiền á thì ở nhà tôi có cái nhà tình thương của quốc tế bảo trợ, cộng sản nó cũng giấu nhẹm. Dạ đúng rồi, đối với cộng sản thì nó ăn được cái gì nó ăn từ trên, bữa tôi nói một cái câu nó hơi coi như là mất cái văn hóa, nhưng mà thật sự phải phải diễn tả như thế này là nói về đảng cộng sản, coi như là Việt Nam thì nó ăn đến cái đáy quần nó cũng ăn nữa. Nói thẳng là như vậy, nhưng mà xin lỗi chị em bởi vì dùng những cái từ đó nó coi như là không có được hay đó, nhưng mà nó sự thật là như vậy, nó ăn đến cái đáy quần kia đó. Đó thì chúng ta thấy đó, rất là nhiều cái bất công của xã hội của chúng ta, rất là nhiều cái bất công mà chúng ta không có coi như là biết quan tâm. Dạ. Em không thấy cái camera của chị để máy đứng lên như thế nào, chị gửi, chị xin lên mà em không thấy cái camera, chị để cái máy đứng lên, em đang để cái máy đứng, em thấy tất cả coi như mấy anh chị em thì đều có cái camera mà sao lại chị không có camera. Chị kiểm tra cái máy lại, để cái máy đứng lên, nếu mà để cái máy ngang thì sẽ không có lên được. Kiểm tra lại giúp em đó. Như vậy anh chị em thấy không, người lao động của chúng ta đã khổ rồi, người lao động nói chung, không riêng gì những người lao động ở trong các cái công ty xí nghiệp, mà kể cả những người lao động tự do ở ngoài, những người đi gặt lúa mướn, những người mà đi gánh phân mướn, những người làm tất cả, có những người anh chị em biết không, làm những cái coi như là công việc rất là độc hại, chẳng hạn những người mà đi xịt thuốc sâu mướn đó, thì anh chị em biết nó độc hại đến cỡ nào, nhưng mà đâu có ai bảo vệ được cái sức lao động cho họ, đâu có ai coi như là quan tâm đến họ đâu, và cuối cùng họ bị rất là nhiều cái căn bệnh rất là quái lạ đó. Bởi vì sao, xịt những cái loại thuốc đó, những loại thuốc đó nó em không thấy camera của chị để máy đứng lên, em đưa chị lên mấy lần nữa nè đó, mà em không thấy camera thì em không đưa lên được, chị phải để cái máy đứng hoặc chị kiểm tra lại cái sóng của mình như thế nào. Chứ bữa hôm trước em mời chị lên được mà sao bữa nay lại không có mời được. Em thấy lời mà lời yêu cầu của chị mà không có camera. Chị để cái máy đứng lên, chị kiểm tra coi nó có cái dấu không. Em không thấy, hoặc là để em thử coi. Em đang đưa chị lên mấy lần đây mà chị không lên được thì không biết như thế nào. Bởi vì chị không có camera thì làm sao mà em đưa lên được. Tức là phải có cái tín hiệu camera. Đúng rồi, anh Hồ Hùng nói chị thoát ra, chị vô lại, chị thoát ra, chị vô cái trang của em lại. Chị thoát ra đi, chị thoát ra khỏi cái trang của em đi. Rồi cái chỗ chị đang xem này đi. Rồi chị vô thẳng cái trang của em là sẽ có cái dấu xin lên được, thì em sẽ đưa chị lên. Em biết chị muốn lên từ hôm qua đến hôm nay, không biết có cái gì chị muốn chia sẻ mà từ hôm qua hôm nay. Đúng rồi, anh Hồ Hồng nói là gửi cái camera màu xanh, nhưng mà bên của chị Nguyễn Huệ không có, cho nên là chị phải thoát ra đó. Cuộc sống của người lao động Việt Nam đã quá khổ rồi mà mình còn không biết tự bảo vệ cái quyền lợi của mình không biết coi như là nhìn về đâu, mình không biết cái coi như là lợi ích nào của mình. Giờ chú Nguyễn Huệ nói là
chị Huệ nhấn vào chỗ camera màu xanh. Anh Đông Nguyên nó máy hết pin rồi. Cảm ơn anh. Đó. Rồi tất cả tài xế ai bảo vệ cho họ? Họ cũng không được bảo vệ. Đó là những cái người lao động tự do ở Việt Nam của chúng ta. Và tất cả những người lao động ở coi như những cái môi trường độc hại cũng vậy, không ai bảo vệ cho họ hết. Đó. Như vậy rồi á, nhưng mà ngược lại chúng ta lại đóng một cái quỹ bảo hiểm rất là lớn. Rồi cái quỹ bảo hiểm đó chúng ta đóng vô đó mà chúng ta cũng không có cái quyền để kiểm soát nó vỡ lúc nào coi như là chúng ta cũng không biết. Bây giờ anh chị em thử coi, thử coi như là đi tìm hiểu coi cái quỹ bảo hiểm của anh chị em còn hay là không, phải không? Rồi á, trước đây á, người lao động còn phải đóng thêm một cái quỹ gọi là quỹ bảo hiểm thất nghiệp nữa, mà tôi thấy có người lao động nào mà nghỉ xong thất nghiệp rồi được hưởng cái chế độ như nhà nước họ nói đâu. Em thấy rồi, em đang đưa chị lên đây đó. Thử hỏi coi cái cuộc sống của coi như là người lao động rồi sẽ về đâu, rồi con em của họ Chào sẽ tất về cả anh đâu nữa. chị em. Dạ em chào chị. Dạ Vâng, chào anh dạ chị em trong nước ngoài nước. Mà hôm nay cái diễn đàn của chú Huy Lê Trương đoàn đó thì công lý cũng xin nói về cái một số vấn đề gọi là riêng tư để cho anh chị em biết. Thì cách hai mẹ con công lý ra đây cũng chắc là được gần 20 ngày rồi. Mà do là bác sĩ thì cũng chờ là ngày để lịch để mổ cho bé. Và thì bị công an nhân thì cũng chi chi cũng đi tìm đó thì cũng để mà khủng bố gia đình. Thế nhưng mà hôm vừa rồi là chú vẽ với lại anh Hiến Pháp Mẫn cũng lên diễn đàn để xin cho cháu là tiền thì hôm mới vào thì là cô Hoàng Lan đưa nói là vào này hết 70 triệu. Thế nhưng mà về thì cũng liên hệ thì anh Hiến Pháp Mẫn với lại chú vẽ cũng xin tiền cho cháu. Thì đến hôm mới xin tiền cho cháu thì là có mấy cái bác ở bên hải ngoại á với lại trong nước có nói là thế bây giờ là cho địa chỉ với lại cho số điện thoại của cháu và cho tài khoản để gia đình các bác các chú gửi tiền cho cháu thì chú vui vẻ bảo thôi thì Ủa, cứ ủa, ủa. chú Chị nói sao em không không hiểu về cái đầu đuôi nó như thế nào? Chị không chú hiểu cái vui đầu vẻ đuôi của đó nó như thế thì nào bảo hết trơn. chú vui vẻ thì cứ bảo là gửi vào tài khoản cho chú rồi là chú có gì chú chuyển cho thế thì đến khi mà chốt thì đến hôm ấy ở trong Gia Lai thì cái chú bí thư chú xin cho bé được cái giấy chuyển viện thì là được hưởng 100%. Đấy thì là với gọi cho chú vui vẻ và anh Hít Văn Phát Mẫn là chốt đi. Thì chốt thì là hôm ấy tuyên bố nên là được 20 triệu rồi. Thì đến hôm mà mẹ con không có tiền là chú vui vẻ gửi cho bảo là gửi 5 triệu để cho vào cho cô Hồng Thái Hoàng để cô Hồng Thái Hoàng đưa cho bé để cho bé ăn rồi bồi bổ cho bé. Thì đến khi chú bảo vậy nhưng mà chú gửi có 4 triệu thôi thì cô Hồng Thế Hoàng nhận được 4 triệu. Cô Hồng Thế Hoàng nói là chị ơi chị có 4 triệu chứ không có 5 triệu, chị xem làm sao chứ không có nợ oan cho em. Bảo thôi cô ạ, người ta gửi bao nhiêu thì là có nó có ở trong giấy rồi. Thế sau đó thì đến ngày hôm qua là vào viện thì bác sĩ Mỹ là vào là để chuẩn chuẩn bán ngày mổ. Thì ngày hôm qua là cũng hết tiền rồi, có cả chị Nhường đấy. Thì chỉ còn có 1,5 triệu thôi thì cũng gọi cho anh Hiến Pháp Mẫn là bây giờ chẳng còn tiền đã còn 1,5 triệu, còn ông xã ở nhà nhận được 150 tiền ở nước ngoài kia nhưng mà đổi ra được có 2,4 triệu thôi, 2,4 triệu được có 2,4 triệu không biết là tiền lúc nào đó là 2,4 triệu. Thì là các bác cho cháu để mổ thì là bố cháu bây giờ là ở nhà, bố cháu thậm chí là không biết dùng thẻ ngân hàng, không biết đi gửi được cái gì á, thậm chí là đi rút đi đi đến nhà cái bác đấy để người ta gọi ra đấy đấy cũng không biết, cũng không biết được, cũng loanh quanh 2 ngày mới lấy được đó. Cho nên là ông ấy khờ cái chỗ đấy, cho nên là bây giờ là cháu thì giờ là cháu vào viện nằm để mổ thì bây giờ tiền thì không có, chỉ còn 1,5 triệu trong tay. Thế thì bác Nhường hôm nay qua nay là bác ấy ốm rồi, bác ấy sốt rồi, thế thì gọi điện cho hôm qua gọi điện cho anh Yến Bác Mẫn thì anh ấy nói câu rằng là 20 triệu đấy nhưng mà bây giờ chỉ gửi cho Quỳnh Thương 4 triệu thôi, còn 16 triệu thì là để là chi cho đứa khác. Thế thì tại sao mà bác ấy lại xin quyên góp cho Quỳnh Thương là của Quỳnh Thương, chứ tại sao lấy hình Như ảnh của vậy như Quỳnh vậy Thương mà lại đưa đi đứa khác? như vậy là như thế nào? Chị nói thì em không có hiểu. Em không có hiểu À là thế ạ? tại sao mà chị nói là Quỳnh Thương á, em biết, em biết bé Quỳnh Thương rất là lâu rồi, em biết là cháu bị mổ tim nè,
bị bệnh tim, Vâng. và gia đình của chị thì Vâng. cũng bị nhà cầm quyền cộng sản họ lấy đất và cũng đã đi đòi trong mấy năm nay, và coi như là chồng của chị thì cũng coi như là bị nó tạo ra một cái việc tai nạn là giao thông giả để nó tìm cách nó bắt và nó mời lên liên tục. Nhưng mà vừa rồi em nghe là cái vấn đề là bé Quỳnh Thương coi như là mổ, thì thật sự á, Vâng. người bạn, cái người mà gửi tiền cho chị, gửi gửi tiền đó là tiền Úc, đó là bạn của em, đó Vâng, đấy. là coi như là em cũng chẳng có hiểu mà tại sao là chị nói là cái quyên góp này là như thế nào, em không có hiểu, phải không? Tại vì À, có tự nghĩa là nhiên thế là này này. chị nói là tự lên đây chị nói cái quyên góp gì em không có hiểu là ai quyên À, góp chị nói thế và này có quyên nghĩa góp cho là ai. Chị phải nói rõ cho coi như là cộng đồng họ biết, chứ đừng chứ chị nói mà lập lờ là chết. Bởi vì Do là chị không diễn đàn hiểu của em thôi, diễn do đàn chị đấu không tranh hiểu thế nên là do chị không hiểu nên chị nói như thế. Thì bây giờ là khuyên góp là bác Hiến Pháp Mẫn với là chú vui vẻ là khuyên khuyên góp cho Quỳnh Thương đấy, là bác nói là để khuyên góp lên thì cái lúc đấy là nói rằng là cô Hoàng Lan đưa vào trong bệnh viện là bỏ hết 70 triệu với 5 triệu tiền điện tử đó. Thì đến khi mà bác Hiến Pháp Mẫn bảo là vậy thì là điện ở trong Gia Lai xem nó có quen cái thằng nào không để nó xin cho cái giấy chuyển viện, thì sau đó là xin được cái giấy chuyển viện là chú Quế xin cho thì mang vào. Thì đến ngày hôm qua thì điện cho anh Hiến Pháp Mẫn thì anh ấy nói là bây giờ là tạm thời gửi cho Quỳnh Thương 4 triệu thôi, còn lại tương lấy thì để lại cho những đứa khác. Thế thì là bây giờ ấy, hôm nay là có cả bác Hiến Pháp Mẫn cũng đang ở trong diễn đàn này đó. Thì hôm qua bác nói với em với chị Nhường. À, nói với chị Nhường đấy, mà bác nói với em rồi rồi bác lại nói với chị Nhường, mà trong đó chị Nhường hôm nay cũng ở đây. Nên là bác nói rằng là Quỳnh Thương là chỉ được 4 triệu thôi, còn lại để cho những đứa khác. Thế thì tại sao mà khuyên góp cho Quỳnh Thương là khuyên góp cho Quỳnh Thương, chứ sao lại nên lấy hình ảnh của Quỳnh Thương mà đưa cho đứa khác, làm sao mà được? Mà trong khi đó bé nằm ở viện, mà hôm qua đã nói với chú vui vẻ rồi là chuyển tiền vào cháu đi, chú bảo rằng là ai cho tiền thì cứ gửi vào tài khoản cho chú, rồi chú sẽ chuyển hôm nào cháu vào viện thì chú sẽ chuyển đó. Thì hôm qua vào viện là hỏi chú rồi, còn hôm trước thì bác Hiến Pháp Mẫn là bạn của tôi ở tiền ở Úc cho chị 150, thì hôm nay chú huy chương đoàn nói là bạn của chú huyên chu huyên đoàn, và hôm nọ chú huy chương đoàn vẫn gọi điện là bạn của chú huy chương đoàn là gửi cho chị đấy. Thì chị bảo chú bảo anh ấy đi ra nhận đi, đó là Quỳnh Thương là đang nằm ở ngoài Hà Nội, còn gửi để gửi về Gia Lai đó. Thì hôm nay là hôm qua thì cũng nói với anh chú vui vẻ vậy và anh Hiến Pháp Mẫn vậy. Thì hôm nay chú vui vẻ nói là thế thì chị điện cho anh Hiến Pháp Mẫn đi, thì là nói xong là anh chị em ạ, bây giờ công lý bây giờ rất là đau đầu nhiều cái lắm, bây giờ điện cho anh Hiến Pháp Mẫn là công lý không điện nữa, vì do điện hôm qua anh nói vậy cho nên là công lý không điện nữa. Ồ, Và ok, em hiểu anh rồi. vui vẻ đấy, cầm cái đồng tiền này của Quỳnh Thương thì anh vui vẻ có trách nhiệm chuyển tiền cho Quỳnh Thương, vì xin cho Quỳnh Thương chứ không phải xin cho ai. Cái thứ nhất, hai nữa là các bạn anh em ở trong hải ngoại vào trong nước ngoài nước cho Quỳnh Thương, mà Quỳnh Thương là đã được là người ta ủng hộ Quỳnh Thương rồi, cũng mang tiếng là cho Quỳnh Thương rồi, mà tại sao Quỳnh Thương không nhận được? Thế thì giờ để cái đồng tiền đấy làm gì? Thì hôm nay anh chú vui vẻ nói rằng là gọi cho anh Mẫn nhưng mà công lý không gọi nữa, chỉ gọi như thế thôi. Và sau cái đó anh Tại chú lại bảo sao? là thôi vậy thì em chuyển cho chị 5 triệu thôi, còn Rồi rồi lại là rồi, để là có sau cái vấn này đề cháu này. mổ cháu chuyển cho chị 5 triệu thôi, chiều nay em chuyển cho chị 5 triệu, còn lại là để là khi nào cháu đi mổ về mua gà mua ngan về cho cháu nuôi. Thì em có trả lời câu rằng là cháu bây giờ nó nằm ở trong bệnh viện lo cho cháu đã, chứ không còn gà với Em ngan thấy là tôi gia đình người tôi không nuôi nha. Có anh Mẫn ở đây, em sẽ cho anh Mẫn lên diễn Vâng, đàn không để nuôi gà nói nuôi ngan. về Hôm vấn nay là đề này. chú Hiến Pháp. Hôm nay là chú Vi Trương Đoàn nói như thế là gà với ngan là gia đình không có nuôi gà, bây giờ cứu cháu ở trong này. Thế thì ngày hôm qua lên bệnh viện Bạch Mai thì bác sĩ ở bên khu mổ đấy, bác ấy nói là cái bảo hiểm của chị thì chỉ được hưởng 50 thôi. Đấy, chỉ được hưởng 50 thôi, có nghĩa là 150 là chỉ hưởng được 50 thôi, còn 100 là chị phải lo.
Thế thì sau đó là cũng nói lại với bác sĩ là tại sao mà bảo hiểm của con tôi 100% mà tại sao lại được khoảng có 50. Thì bác sĩ nói rằng là vì cái bảo hiểm của nhà chị như thế là phạm vào cái tiền của bảo hiểm quá nhiều, bảo không được, chú nói Rồi như thế rồi không rồi được. rồi 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 Chú nói không ok. được, thế Cái đến việc khi sáng nay để chị nói hết đã, đến khi sáng nay lại lên tiếp để vào chỗ ca mổ đấy. Thì cái bác sĩ vẫn có nói như thế. Thì bắt đầu sau khi đó các bác mà ở bên bên giáo đấy, bác nói bây giờ là để em nói vậy thế này. nếu như mà hết, để chị chị nói hết đã, nếu như mà hết nhiều tiền như thế thì thôi đi về đây cha sẽ quyên góp cho, và cha cho 20 triệu, còn lại bao nhiêu cha quyên góp ở những cái đoàn của cha cho đủ 100 triệu để đưa vào bệnh viện Hồng Đức, không ở bệnh viện Bạch Mai nữa. Bây giờ nó nói rằng là 100 triệu thì thà cái 100 triệu ấy để về bệnh viện Hồng Đức. Thế là hai mẹ con về đấy, và có gọi cho chị Nhường là chị Nhường hôm nay cảm rồi. Đó, hôm nay có cả trong chị Nhường đây. Mà anh Hiến Pháp Mẫn hôm qua trả lời Rồi rồi rồi, để là em chỉ kêu anh chuyển Hiến cho, Pháp Mẫn lên, vâng, em kêu chỉ Hiến Pháp chuyển cho Mẫn Quỳnh lên. Thương, À, chỉ chị chuyển cho Phước Quỳnh Thương như thế thôi, còn lại là phải chuyển cho những đứa khác. rồi À, rồi đó và đó. anh Hiến Pháp Mẫn nói câu rằng Bây là giờ chị ra ngoài xong xuôi chị nghe anh Hiến Pháp Mẫn nói, bởi vì em thấy anh Hiến Pháp Mẫn đang ở trên diễn đàn. vâng À, vâng nghe để anh tôi nói hết đây, có chị giải Nhường thích ở đây cho này. vâng vâng để để giải chờ, thích về cái em vấn để đề chị nói này. hết đã, À, em em để chị thấy nói hết rồi, cái em chỗ thấy này cho rồi, này. để cho anh lên đi, để cho anh lên đi rồi. Cái vấn đề này em không có biết vấn đề tự nhiên sao mà em biết chị là cũng là những người coi như là dấn thân về mất đất. Chào anh Mẫn. Tự nhiên thử cái diễn Chào chị đàn. Chương, Dạ. không có, và chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Đúng là cái diễn đàn của Hy Chương đang bình luận về vấn đề chính trị xã hội, Công tôi nhân. cũng Dạ. biết cái chuyện này ở trên này. Nhưng mà đây là một cái mà tôi vô tình tôi bật cái diễn đàn này lên, điều này làm cho tôi bức xúc mấy hôm nay, rất là bức xúc. Nhưng mà Hy Chương thì cũng thông cảm, để cho mình nói cái diễn đàn này cho tất cả mọi người được hiểu về con người của chị Huệ như thế nào và cái nội dung ra sao. Thế thì qua cái tình trạng của bé Quỳnh Thương mang bệnh như vậy, thì với tấm lòng của vui vẻ lên diễn đàn kêu gọi để giúp cho cháu qua cái lúc khó khăn này, và Hiến Pháp Mẫn thì cũng thấy trong cái tình cảnh như thế, thì vì là một những con người đấu tranh với nhau vì tình yêu thương con người với nhau, cho nên Hiến Pháp Mẫn cũng hứa với chị Huệ rằng Hiến Pháp Mẫn sẽ lên diễn đàn kêu gọi giúp cho cháu vượt qua trong lúc khó khăn này. Trong thời gian kêu gọi thì vui vẻ đã kêu được với số tiền là 10 triệu, 10 triệu, hơn 10 triệu gì đó. Và diễn đàn của Mẫn thì mở ra kêu gọi tiếp. Thì lúc đó thì vui vẻ cũng vào diễn đàn. Thì cái người đăng ký cho thì theo danh sách của vui vẻ nói rằng là nếu đúng ra là 20 mấy triệu, nhưng con số thực tế gửi vào cho vui vẻ có con số chốt ngày hôm nay là 14 triệu mấy trăm nghìn, và 150 đô của một cái người bạn ở hải ngoại gửi về cho chị. Thế thì trong cái thời gian mà chị giúp đỡ cho chị như vậy á, là mình là một người rất là nhiệt tình hướng dẫn cho chị từng ly từng tí, từ các vấn đề đối phó với công an ở địa phương, cũng như cái vấn đề mà nhập viện cho bé, cũng như vấn đề về lấy cái thẻ bảo hiểm cho bé để đỡ bớt được cái tiền viện phí. Thì mình rất là nhiệt tình, nhưng mà chị Huệ này là chị quá đáng lắm. Tức là ngoài cái việc mà cái nó thật ra thiếu cái đường chị đi vệ sinh chị cũng điện mình thôi, còn cái vấn đề gì chị cũng điện hết đó, điện mà đến nỗi mà bực mình luôn. Và nói rằng á, đến cái ngày hôm qua hôm kia chị điện cho mình, thì vì mấy ngày đó mình up Facebook mình không có, chị điện cho mình thì mình mới bảo rằng bây giờ tình hình sao. Chị bảo rằng á, cái tiền cho bé Quỳnh Thương á, thì hiện bây giờ á, vui vẻ đã chuyển là 4 triệu cho chị để lo cho bé Quỳnh Thương nhập viện. Và đến ngày hôm nay chị bảo rằng là chị đã chi phí hết rồi, chi phí vấn đề ăn ở đi lại của chị á, là hết 2 triệu rưỡi còn 1 triệu rưỡi. Thế thì Hiến Pháp Mẫn hỏi vậy 150 đô nữa đâu, thì chị bảo rằng á, 150 đô á, là để ở nhà không lấy ra được. Tại vì sao như vậy? Hiện bây giờ là vấn đề là người ta ủng hộ tiền là cho bé Quỳnh Thương chữa trị, chứ không phải là để cho cắt tiền. Cho nên nó là yêu cầu, em đã nói với chị trước đây rất là nhiều lần, yêu cầu là ở gia đình phải gửi 150 đô ra cho bé Quỳnh Thương để chữa trị ở tại bệnh viện. Thì chị mới bảo với mình á, ông chồng của chị là ngu dại lắm, không biết cái chuyện chuyển tiền và gửi tiền như thế nào. Cho nên là cái vấn đề này tôi không thể nào mà lấy được cái tiền đó. Cái tại Hiến Pháp Mẫn mới đặt một câu, tại vì sao chồng chị biết đi nhận tiền người ta cho
mà không biết đi nhờ đi chuyển tiền ra để mà chữa trị cho con mình, mà trong khi con mình đang mắc một cái căn bệnh này như thế. Đến mức độ hiến pháp mạnh nói là nếu như mà chồng chị mà ngu dại như vậy thì tôi yêu cầu chị nói chồng chị mua vé xe đem 150 đô nó đem đi ra ngoài cho bé đi. À, là điều điều thứ nhất. Điều thứ hai là chị nói rằng á, bây giờ chồng chị đi rồi ai là người ở nhà ngó nhà, ai đi hái cà phê. Ô, cái vấn đề đó đâu phải là vấn đề của mình giải quyết. Vấn đề là chữa trị cho con chị và cái cách làm như thế nào đó là chuyện của chị chứ. Vì sao mà hỏi tôi câu nói đó? Cái điều đó thứ nhất. Thứ hai nữa là cái vấn đề á, là hiện bây giờ á, là bên vui vẻ là khi mà thấy chị đã có được cái bảo hiểm 100% thì mình có điện thoại nói với chị. Thôi, bây giờ á, là cái vấn đề kêu gọi tới đây là tạm dừng. Còn ai mà muốn ủng hộ trong cái đăng ký á, thì cứ ủng hộ, còn không ủng hộ thì vẫn chốt lại con số đó. Và mình điện cho vui vẻ cũng dừng cái kêu gọi. Và chị có nói với mình như thế này, hiện bây giờ có một cái người ở nào đó ở hải ngoại, họ hứa với chị như thế này, là bé Quỳnh Thương chữa trị hết bao nhiêu thì người đó sẽ bỏ một cái khoản tiền tương đối lớn ra để lo cho bé. Thì mình nghĩ rằng mình và vui vẻ vận động như vậy là đủ rồi, bởi vì không thể nào dốc hết cho bé Quỳnh Thương được. Và thêm một cái vấn đề nữa là vui vẻ mới nói mới bảo rằng á, chị nếu như mà chị đưa bé Quỳnh Thương vào mà nộp cái giấy viện phí là bao nhiêu tiền á, thì hãy chụp hình gửi cho tôi sẽ gửi tiền ra cho chị. Chứ còn bây giờ mà cứ gửi ra cho chị như thế là thứ nhất là chị sử dụng đồng tiền đó không đúng mục đích. Thứ hai nữa lỡ như sau này cộng đồng mạng hỏi là đồng tiền đó chi phí như thế nào, lý do ra sao thì làm sao mà vui vẻ giải trình được. Và vui vẻ nói rằng chị cứ yên làm lo cái việc đó cho xong. Khi Quỳnh Thương mổ xẻ xong xuôi rồi á thì vui vẻ sẽ ra tới nhà Quỳnh Thương, bỏ một cái bỏ bỏ tiền luôn, đi ra tới nhà Quỳnh Thương và đưa danh sách livestream trực tiếp đưa cho bé Quỳnh Thương đọc và cảm ơn từng người một. À, nếu như trong danh sách đó những người nào có ủng hộ tiền mà không thấy trong danh sách đó thì vui vẻ sẽ chịu trách nhiệm trong vấn đề đó. Đó là cái vấn đề quá sức minh bạch. Còn chị hiện bây giờ chị không biết là do sự tác động ở thế nào ở ngoài kia, chị cuối cùng điện cho mình chị bắt đền. Tại vì sao là cái số tiền của Quỳnh Thương bữa hôm trước mình chốt với chị còn chỉ có là 14 triệu mấy trăm, vui vẻ cũng nói chị là 14 triệu mấy trăm. Bây giờ chị lên diễn đàn của Huy chương đoàn nói rằng là 20 triệu, thấy là cái vấn đề nó là cái vấn đề là quá sai lệch. Thứ nhất, thứ hai nữa là chị bây giờ chị nói cái chuyện mà để cái tiền đó cho bé nuôi ngang nuôi ngỗng, cái điều đó không bao giờ có. Đó là cái hư cấu của một cái người này. Mà cái chị Huệ này á, trước khi mình kêu gọi á, anh chị em của mình cũng đã nói với mình rồi, hãy coi chừng con người này, kẻo chăng rồi á, là sa lầy vào cái chuyện vận động tiền cho họ cuối cùng mang ơn mà trả oán. Bởi hôm kia á, mình rất là bực mình nói rằng là nếu như chị Huệ nói rằng á, nếu như mà anh không chuyển tiền cho tôi sẽ lên diễn đàn, tôi sẽ nói rằng là hiện bây giờ tôi chỉ có nhận được 4 triệu và 150 đô thôi, còn lại số tiền bao nhiêu là tôi không có chịu trách nhiệm, ai ai giữ đồng tiền đó phải chịu trách nhiệm. Bởi hôm đó mình tức mình nói câu này, nếu mà chị nói câu đó tôi sẽ nói với vui vẻ rằng công bố lên diễn đàn trả hết tất cả số tiền vận động cho bé Thương về nơi chủ cũ. Bực mình là như thế đó, bởi một cái con người mà khi người ta đã xả thân người ta sẽ giúp mình hết sức mình mà quay lại là cắn lại cái người người mà giúp đỡ cho mình như vậy. Hỏi thử các anh chị em ở trên diễn đàn có chấp nhận một con người như thế không? Đó là những cái vấn đề mà mình nói ra để cho Huy chương đoàn thấy rằng là bởi mình tình cờ mình bật cái livestream lên mình thấy là cái như là chị trình bày là mình bấm dưới này ok liền là mình lên đó để mình nói và mình sẽ không bao giờ liên lạc với chị Huệ này nữa, bởi vì với một cái con người như thế mình không đáng để mình tiếp tục mình giúp con người này nữa. Mình thương là thương cho cháu Quỳnh Thương thôi chứ không phải là thương chị. Bây giờ cái tình cảnh nếu như mà bà cháu Quỳnh Thương mà đi vào bệnh viện với một căn bệnh nan y như thế, tôi xin lỗi rằng á, có bán nhà tôi cũng bán nữa chứ đừng có nói chỉ đợi những cái đồng tiền người ta hỗ trợ. Có vấn đề người ta hỗ trợ để tới tên mình hay không là vấn đề nó tính sau. Còn bây giờ gia đình của chị đâu phải là gia đình là không có nhà có cửa. Gia đình vẫn có nhà có cửa, vẫn có con trai ở nhà, vẫn có chồng ở nhà, chứ đâu phải là một cái người mẹ đơn thân mà bơ vơ đâu. Mình đã nói rằng là nhiều lần mình nói rằng là chồng chị hãy ra phụ chị đi, kẻo không thôi công an nó bắt chị là coi như là khổ cho bé Quỳnh Thương rồi đấy. Mà cứ bảo rằng như vậy cái ông đấy là không thể đi được, ông ấy phải ở nhà giữ nhà thế này thế kia. Hỏi thử là coi như là Huy chương đoàn suy nghĩ như nào, tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng xã hội suy nghĩ như thế nào về một cái cách hành xử như thế, có ai chấp nhận được cái cách hành xử đó hay không?
cuối cùng mình là người bị bất đền mà trong khi mình đâu có phải là nó tiền chuyển về tài khoản mình hay là về gia đình của chị, về nơi tài khoản của Vui Vẻ. Vui Vẻ hiện bây giờ vẫn còn giữ số tiền đó và danh sách Vui Vẻ vẫn còn giữ đó, chứ không phải là Vui Vẻ không không giữ đâu. Nhưng mà chị đã nhiều lần sắp sượt với Vui Vẻ một hai lần rồi, chứ Vui Vẻ cũng bực mình rồi, mà qua cái ngày hôm kia đã sắp sượt với mình như thế nữa, rất là bực bội cái con người này thật sự đó. Nếu như mà không phải vì bé Quỳnh Thương, cỡ như chị là tiễn chị đi luôn ngay tại chỗ luôn, không có để tồn tại trên cái con đường mà coi như là sống mà cái vô ơn như thế được. Đó là những cái gì mà mình truyền tải trong cái mượn cái diễn đàn của Huy Chương Đoàn, và tất cả các anh em hiểu được cái nội dung như thế. Và Vui Vẻ là trong những thời gian ngày hôm nay Vui Vẻ rất bị mang tiếng mang tâm về vấn đề là cái đồng tiền đó, cứ nghĩ là Vui Vẻ là ăn chặn ăn bớt ăn này ăn nọ ăn kia. Vui Vẻ là một cái con người rất là công tâm, hãy coi như là nhìn nhận về Vui Vẻ. Vui Vẻ mình bị giấy triệu tập, Vui Vẻ cũng bị liên quan nói rằng là do hiến pháp mạng liên lạc với lại Vui Vẻ cho nên là hiến pháp mạng bị giấy triệu tập, anh Lê Minh Thể bị bắt thì có gặp Vui Vẻ cũng nói là đổ lỗi cho do Vui Vẻ là cài cắm, bởi nó khổ là như thế đó. Một cái con đường trên con đường đấu tranh này không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, cứ đụng đâu là đánh đó, nghe đâu là giết nấy, như vậy thì mọi thứ làm sao em để sống được Bây giờ em nghĩ như thế đấy. này nè, anh mở một cái diễn đàn, kêu chị lên đối thoại trực tiếp, hoặc kêu kêu anh Vui Vẻ lên đối thoại trực tiếp và nói rõ cho cộng đồng biết, để coi như là bởi vì chúng ta là những người đấu tranh, mình đấu tranh thì đối với mình kể cả nhà mạng sống mình còn không có tiếc nữa, thì đối với mình mấy đồng tiền nó chẳng có là tới đâu. Cho nên là anh nên mở một cái diễn đàn để coi như là giải thích cho cộng đồng họ biết, chứ đừng có để họ hiểu lầm. Bởi vì nếu như mà cộng đồng hiểu lầm, cộng sản nó nhìn vào đó nó sẽ dùng những cái này và nó sẽ đánh phá những cái giới đấu tranh. Em thì em khuyên như vậy, thì anh nghĩ như thế nào? Ok, thì cái vấn đề em nói như vậy thì đúng chứ không có sai. Bởi vì trong cái thời gian này á, mình xem thử tiếp tục cái động thái của chị Huệ như thế nào, để mình xem cái con người này nó sử dụng tới đâu, rồi lúc đó mình mới chốt hạ được và mình sẽ đưa lên cái vấn đề này. Mình sẽ với Vui Vẻ sẽ mở một cái diễn đàn này, nói để cho cộng đồng mạng xã hội biết về một cái con người này như thế nào, và những cái con người giúp đỡ cho chị và bây giờ là được đối xử như thế nào. Thì qua cái này, qua cái diễn đàn này, đúng ra mình không nói về cái vấn đề này, nhưng mà thôi đã lỡ rồi. Trước tiên xin lỗi Huy Chương Đoàn Dạ không có và gì đâu anh anh. chị em ở trên diễn đàn. Diễn đàn này chỉ có dùng về cho chính trị chứ không phải là dùng cho những cái đồng tiền mà không đáng, mà để cho dính dáng tới những cái uy tín mà vô lý như thế được. Xin kính Dạ chào dạ. tất Dạ cả cảm ơn anh em rất nhiều. trên diễn đàn. Dạ. Chào em. Dạ. Chào anh, cảm ơn anh. Dạ. Anh Vũ Phương rất là lâu rồi. Mời anh lên rất là nhiều lần mà. Em xin lỗi tất cả anh chị em trên diễn đàn. Thật sự ra là bữa nay nó có một cái sự cố gì đó, cho nên là mong anh chị em bỏ qua, bởi vì cái này là sự cố của nội bộ. Anh Vũ Phương cứ mỗi một lần mà lên diễn đàn của em là bị rớt, em không hiểu tại sao. Anh thoát ra anh vô lại cái trang nhà em xem sao. Nữa rồi anh không nói được. Anh đứng, anh gửi lời mời lại đi. Cảm ơn tất cả anh chị em đã thông cảm cho em. Thì cái chủ đề mà hồi nãy của coi như là anh Mận phải chịu thì không có liên quan đến cái công việc của em đang làm, và em cũng không có bao giờ vận động cho một người nào. Nếu mà em muốn em biết người nào thì em chỉ coi như là bạn bè em ấy, thì em chỉ trực tiếp và em sẽ kêu gửi số điện thoại trực tiếp và tài khoản trực tiếp của người đó, chứ em không có làm cái này, cho nên anh chị em thông cảm cho em. Thì chị Huệ coi như là và anh Vui Vẻ nào đó và anh Mẫn nên giải quyết với nhau về cái vấn đề này và cho nó có một cách rõ ràng để coi như là cộng đồng họ hiểu, đừng có để coi như là những người đấu tranh mà bị hiểu lầm. Cái sự hiểu lầm là nó dẫn đến một cái sự rất là tai hại. Cái thứ nhất á,
là tai hại cho những người đấu tranh. Cái thứ hai nữa là tai hại cho những người mà họ đang có cái tư tưởng đấu tranh đó, và họ muốn đi vào cái con đường đấu tranh, nhưng mà họ nhìn thấy những cái mà việc giữa coi như là những người đấu tranh, những người cất lên tiếng nói mà có những cái xích mích với nhau, thì họ sẽ thụt lại và họ sẽ có một cái nhìn không thiện cảm với chúng ta. Mà cái con đường của chúng ta đi á, là càng cho nhiều người nhận biết, có thiện cảm với cuộc đấu tranh, thì đó mới con đường của chúng ta mới thành công. Đừng có để người ta họ nhìn những người đấu tranh mà họ so sánh giống như cộng sản, đó là con đường đấu tranh của chúng ta thất bại. Em chỉ nói như vậy thôi. Cho nên là chúng ta nên giải quyết với nhau đó. Thì cảm ơn tất cả anh chị em cũng thông cảm cho em là từ nãy giờ em để coi như là cái chủ đề của em nó đi lạc đó. Thì bây giờ em xin quay lại cái chủ đề của em, và cái chủ đề của em là cái ngày hôm nay là những ai là sẽ là những người bảo vệ ai tại em phải đọc một cái comment cho nên là em ngưng lại. Ai sẽ là những người bảo vệ cho những người lao động tự do đó, thì anh Vũ Phương hồi nãy muốn lên mấy lần đó, em sẽ đưa anh lên lại, anh bị rớt mấy lần, em mời anh rất là nhiều lần nhưng mà không biết tại sao mà anh cứ đều bị rớt. Vâng, xin lỗi. Hello em, anh đổi đường chuyển. Thì giống như anh ấy. Yeah. Vâng, chào anh Huy Dương Đoàn và quý vị trên diễn đàn. Thì qua câu chuyện em của chào chị anh. Huệ yeah. cũng giống như là cái anh Yến Tâm nói á, cái vụ nình xình về tiền bạc á, thì đây là tôi cũng xin chia sẻ một số vấn đề này này. Thực ra mà nói cái cháu Quỳnh Thương á, thì đó là cái mà khi mà cháu bị bệnh á, thì những cái người trên diễn đàn á, thì ai có tâm bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu thôi, người đó không bắt buộc. Còn cái đồng tiền mà tới nơi không á, thì những cái người mà quyên góp tiền nó này, cái sau đó mới mạch được. Còn chị Huệ mà hỏi là cái vấn đề là tiền thiếu tiền ít á, tiền thiếu tiền đủ, thì tôi cũng xin nói với cộng đồng gia đình như này này, đúng là nếu như mà ai mà đã lên tiếng thì phải mình đã nói ra rồi thì mình phải hứa cho nó cho nó đúng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thì còn cái chuyện mà thiếu đủ thì sau này có cái sự minh bạch ở trên diễn đàn, còn không có ai gọi là gọi là ăn gian cái số tiền đó. Còn đối với cá nhân tôi thì tôi cũng là con người đấu tranh, cũng vì lý tưởng, vì quê hương, vì tổ quốc. Tôi không có vì 1.000 nào hết. Bây giờ nói ai cho tôi 1.000 là tôi không cần. Anh lại bị rớt nữa rồi. Em hiểu rồi, em hiểu cái ý của anh muốn nói. Thì nói như hồi nãy thì em đã nói là cái vấn đề này chúng ta nên mở một cái diễn đàn để giải thích với nhau, mở một cái diễn đàn để coi như là phân bua, phân tranh gì đó. Bởi em thật sự, em nói thật sự và cũng xin nói thẳng với cộng đồng như vậy, tôi rất là ghét những cái việc mà đấu tranh về mà những cái đồng tiền đó, để coi như là lên mà đấu tố lẫn nhau, hay là vì những cái đồng tiền mà sâu xé lẫn nhau. Cuộc đời của tôi là thù nhất cái việc đó. Tôi thật sự với anh chị em như vậy đó, cho nên là anh chị em thông cảm, thấy không? Bởi vì tôi biết cái con đường này, nếu như chúng ta đã chọn cái con đường này là một cái con đường để cái nhà đấu tranh cho dân tộc, thì chúng ta phải biết gạt bỏ hết tất cả. Anh chị em muốn đi một cái con đường đấu tranh là anh chị em phải xác định cái con đường này nó là cái con đường gì, và nên tránh những cái sự việc về coi như là để ảnh hưởng đến phong trào, ảnh hưởng đến con đường chung của coi như là chúng ta đó. Thì tôi chỉ nói như vậy đó. Tôi đấu tranh 14 năm nay, 2004 tôi bước vào cuộc chiến này đó, và tôi đi đến ngày hôm nay tôi đã coi như là chịu 8 năm
6 tháng tù. Tôi chưa bao giờ mà dám để dính với một cái việc mà gọi là lộn xộn đến coi như là cái việc tiền bạc hay là kể cả những cái khác. Nếu như chúng ta mà chưa có coi như là đi vững mà chúng ta đã bay thì chết ngay tức khắc. À, xin nói với anh chị em như vậy. À, cho nên là nếu như anh chị em nào muốn đấu tranh thì hãy gạt bỏ được. Xã hội này rất là nhiều người khổ, mà phải biết cái nguyên nhân của cái khổ của nó ở đâu nó xuất phát. Nếu như nắm được cái nguyên nhân, cái nguyên tắc của nó thì chúng ta dẹp bỏ những cái kia. Cái nguyên nhân mà tất cả anh chị em khổ ngày hôm nay là do Đảng Cộng sản nó gây ra. Nếu mà chúng ta không triệt cái gốc của nó thì đừng có mong mà coi như đấu tranh. À, cho nên là xin anh chị em thông cảm cho cái diễn đàn của em hôm nay. Thật sự là nếu mà có những cái lời nào mà không hay thì xin cũng mong anh chị em bỏ qua. Em làm những gì mà có lợi đó thì em làm. Đó, thì anh em cũng vậy, hãy nhìn anh em của chúng ta còn rất là nhiều người đang ở tù kìa, và anh em của chúng ta còn rất là nhiều người coi như là đang phải trốn chui trốn nhủi kìa. Đó, con đường đấu tranh của chúng ta đó, đó. Và cộng sản nó còn coi như là nó sờ sờ đó kìa, đó. Nó còn ăn trên xương trên máu đồng bào đó kìa. Cộng sản nó còn chà đạp nhân dân của chúng ta đó kìa. Cộng sản nó còn đang bán nước của chúng ta đó kìa. Cái đó cái quan trọng hơn anh chị em à. Đừng vì những cái mà là xích mích nhỏ nhoi mà làm ảnh hưởng đến phong trào, làm ảnh hưởng đến coi như là các cái hội đoàn, các cái tổ chức, và coi như là những người hải ngoại là những người mà ở đứng đằng sau để coi như là ủng hộ chúng ta, và nhìn thấy chúng ta là những người đấu tranh mà lại lên đấu tố với nhau về những cái đồng tiền không đáng đó. Đó là một cái nỗi nhục anh chị em à. Anh chị em biết không đó, chúng ta nghèo về tiền vì bạc, chúng ta đừng có nghèo về cái danh dự. Cái danh dự của chúng ta không có thể nào dùng tiền để mua được. Nếu mà dùng tiền để mua được danh dự thì coi như là trên thế giới này họ đã dùng tiền họ mua hết rồi. Cho nên là xin lỗi tất cả anh chị em. Anh Cộng Hòa muốn lên, mà thật em cũng sẽ nói thẳng là bây giờ cái việc đó bỏ qua đằng sau để cho những anh chị em giải quyết với nhau. Còn diễn đàn của em là diễn đàn lên đấu tố cộng sản, chỉ ra những cái xấu của cộng sản, và cái diễn đàn của em là diễn đàn kêu gọi lật đổ cộng sản, nói thẳng như vậy. Cho nên là anh chị em nào muốn lên thì em mời lên để chia sẻ những cái thực tế của thực trạng của xã hội hiện nay. Anh Long Hạ chờ em một tí xíu. Em đang mời anh Cộng Hòa. Dạ, xin chào anh. Dạ, rất vui được gặp lại anh ngày hôm nay. Dạ, rất vui được anh cho lên diễn đàn. Xin chào mọi người trên diễn đàn. Chúng ta muốn thắng được cộng sản này, chúng ta phải khắc phục được ba điều này. Thứ nhất là hẹp hòi ích kỷ. Thứ hai là bảo thủ tư tưởng. Thứ ba là tầm nhìn hẹp hòi. Những người chúng ta muốn chiến thắng đảng này, ắt chúng ta phải loại bỏ những cái điều này ra. Nếu chúng ta còn níu giữ nó thì cuộc chiến tranh này, cuộc đấu đấu này, cuộc lật đổ đảng này chúng ta rất là khó thắng nó. Nên mong mọi người lên diễn đàn, chúng ta cố gắng loại bỏ ra tố chất này, chúng ta mới thắng được đảng này. Hôm nay lên diễn đàn cũng muốn đóng góp với anh một vài giống như tư tưởng anh mới nói. Chủ yếu chúng ta là lật đổ Đảng Cộng sản là chính, chứ không để những cái việc như ích kỷ, hẹp hòi, bảo thủ, tầm nhìn yếu kém mà chi phối diễn đàn của chúng ta.
Tôi nói chung cho mọi người, muốn chiến thắng Đảng Cộng sản này, chúng ta phải bỏ ra trong con người mình ba tố chất cơ bản: ích kỷ, yếu kém, hèn mọn. 2. Bảo thủ tư tưởng. 3. Tầm nhìn yếu kém. Chúng ta phải lột bỏ ba điều này, chúng ta mới có khả năng đấu lại với Đảng này. Nên hôm nay tôi muốn đóng góp một vài hành động. Chúng ta lên diễn đàn để đấu tranh với Đảng Cộng sản, chứ không phải đấu tranh với chúng ta, với những người thân yêu nước, với những người mà đã bị đàn áp 70 năm nay rồi. Có thể trong 70 năm đó chúng ta có mỗi một người, một tầng lớp, một xã hội, một nhận xét. Chúng ta mâu thuẫn tại chỗ này, nhưng ắt chúng ta phải tránh ra ba điều tôi nói thì mới mong hy vọng chúng ta đánh với Đảng Cộng sản này được. Chúng ta muốn đánh nó, hiện giờ tôi đưa ra một câu chuyện ví von, hoặc là có thể rằng là nó hơi xa các bạn. Dạ, còn nghe không ạ? Dạ, còn nghe anh. Dạ, anh chia sẻ tiếp đi. Dạ. Chúng ta giống như là một con voi bị xiềng xích ngay từ nhỏ mới sinh ra. Nó đã được bị xiềng xích bởi một cái sợi dây xích mấy ký. Và chúng ta chỉ quanh quẩn với cái ô vuông 6 mét vuông đó. Sau 30 năm, sau 70 năm, nó không cần xiềng xích nữa. Chúng ta không thoát khỏi bởi một cái sợi dây ly lông cột. Hiện giờ nó đâu cần cột các bạn. Hiện giờ nó đâu cấm đoán các bạn. Thế mà con voi 70 tuổi đó không bứt phá được bởi một sợi dây ni lông. Nó chỉ cần bước chân ra thôi là nó đã đứt cái sợi dây đó rồi. Nhưng từ ngày nó mới sinh ra, nó đã bị xiềng xích bởi ngông cuồng một sợi xích quá lớn. Sau 30 năm nó không còn cảm giác bước đi nữa. Và bây giờ chúng ta cũng như vậy. Từ ngày giải phóng tới bây giờ chúng ta bị xiềng xích kẹp đủ mọi thứ. Từ mặt cái quần, ống le cũng bị, cái cách tóc để dài chúng ta bị kêu lên. Từ những lời nói phản đối đúng, từ tụ họp nói chuyện chúng ta cũng bị xiềng xích. Đến ngày nay nó không cần xiềng xích, chúng ta cũng câm như là gì? Một kẻ hèn. Nếu chúng ta ngay bây giờ chỉ đứng lên nói thôi, cái sợi dây xích đó nó cũng tự đứt vỡ. Chúng ta chỉ cần đứng lên thôi, chứ đừng nhìn vào những thời khắc cách đây 70 năm, 40 năm trước. Nó xiềng xích chúng ta bởi những cái gì? Tù tội, bắt bớ, giam cầm. Bởi những cái câu chuyện nhỏ nhen, bởi cái những gì bất công, chúng ta đã ăn sâu vào trong trí óc của chúng ta rồi. Và ngay bây giờ chúng ta cứ lấy cái trong quá khứ và áp đặt cho tương lai, tôi không chấp nhận. Chúng ta là con người. Bây giờ nó đâu cần xiềng xích các bạn đâu. Mà không thấy ai lên tiếng. Chỉ cần bạn đứng lên nói như một trẻ thơ, không hiểu biết gì hết, chúng ta đã chiến thắng. Cựu chiến binh đâu? Ngày xưa sông núi chiến trường vào nửa ra đạn, bắn cả thân mình không sợ hãi. Nhưng thế ngày nay không đứng lên nói một tiếng gì. Những người đó cần phải lên tiếng. Những lời nói đó mới giá trị cho quốc gia này. Những đảng viên, những cựu chiến binh mà những cái mẹ anh hùng đó nói lên sự bất công, ách đảng này sẽ sụp đổ. Tại vì những người đó không đứng lên nói. Giống như tôi ví von một con voi, sau 70 năm nó không bước đi ra khỏi cái chỗ nó vì một sợi dây mong manh. Nó chỉ cần bước đi thôi là nó sẽ ra khỏi cái vùng đó. Nhưng ngay từ lúc sinh ra nó đã bị xiềng xích bởi những cái dây xích quá là nặng nề. Đến bây giờ nó không có cảm giác bước đi nữa. Và chúng ta cũng như vậy. Người dân Việt của chúng ta bây giờ có cảm giác như một con voi tôi nói. Không có cảm giác bước đi là bứt được cái dây xiềng xích cách đây 40 năm, 70 năm. Nhưng thực ra bây giờ nó là sợi dây mong manh.
Dân ta chỉ cần đứng lên bước ra khỏi nhà thôi, chúng ta đã chiến thắng. Đồng loạt đứng ra, sợi dây đó sẽ sụp đổ. Nhưng tại sao chúng ta không bước ra giống như chú voi mà tôi nói, nó điều, nó cai trị như vừa rồi. Thì con người chúng ta cũng như vậy. Những cựu chiến binh, những người hiện giờ về hưu, những đảng viên, những trí thức chúng ta tại sao không bước ra khỏi đường? Cứ thử bước ra khỏi đường coi có giống như lời tôi nói không? Sợi dây đó sẽ đứt khỏi cái chân con voi. Hôm nay tôi kêu gọi một hành động mới. Cũng qua đó tôi cũng nói rằng thực ra dân của chúng ta là voi, là cọp, là anh hùng bất khuất 4.000 năm, không chịu lệ thuộc bất kỳ một ngoại bang nào. Nói về chiến đấu, nói về tự hào dân tộc, con người Việt, chúng ta có thể xếp hàng số 1. Chúng ta là một dân tộc phải nói là quật cường, bất khuất và đầy đủ tính chất một con người. Thế sau 70 năm nó cai trị đảng này nè, chúng ta là gì? Hiện giờ chúng ta là gì? Là kiêu, là hèn. Tại sao như vậy? Mỗi người chúng ta đặt ra tại sao như vậy? Tại khi nút bắt đầu nó vô, giống như một con cọp mới bị bắt vô chuồng, kêu làm một động tác đúng thì nó cho miếng thịt, không đúng thì nó đập phá, chèn ép, bắt bớ. Con người chúng ta cũng vậy. Những năm đầu giải phóng, năm 70 năm tới giờ, những hành động mà theo nó nha, cho dù sai, bản năng của những con vật là ăn thịt hoặc chiến đấu, thế mà nó thuần phục, giống như là miếng ăn nó cho. Thì con người sau 7 năm chúng ta cũng vậy, hành động theo đúng cái tư tưởng đảng thúi này thì nó lại khích lệ, nó cho tự do một chút xíu, cho sống thoi thóp trong cái chuồng nó. Nó cai trị từ ngày giải phóng tới giờ, từ một con người bất khuất như chúng ta trở thành hèn, nhưng bây giờ cũng là những cái mà đòn bắt bớ, giam cầm, tù tội, đàn áp. Những quy luật ngược với tự nhiên. Dạ không biết còn nghe không. Còn anh cứ chia sẻ đi. Nên tôi nói với những người dân trong quốc nội của mình rằng chúng ta chỉ cần xác định là chúng ta đang sống theo đúng bản chất của mình, không nghĩ gì về những áp đặt của Đảng Cộng sản này trong quá khứ nữa. Chúng ta xác định ngay từ bây giờ, từ tư tưởng đơn giản nhất, từ những từ vựng nhất, mọi tất cả trong cuộc sống chúng ta đặt lại từ đầu đúng với bản chất của chúng ta là con người. Bạn chỉ cần ra đường cùng với nhau, nói lên một tiếng nói, nói lên một lời than thở kêu oan, bị bắt là sao? Quá vô lý. Chúng ta cùng xuống đường đòi hỏi những cái công sức chúng ta khai hoang giữ đất mà lại bị bắt vô tù tội là sao? Chúng ta đặt lại những điều này. Tại sao chúng ta nói lên chính kiến, nói ước và ước mơ, chúng ta nói điều tốt đẹp cho dân tộc mình, sao lại bị bắt vô tù, bị giam cầm, mổ, cắt ruột, cắt họng, chết trong đồn công an là sao? Nó là cướp, nó là ác, nó bạo quyền. Chúng ta đặt lại tất cả những định nghĩa này. Vì chúng ta là con người, chứ không phải là con cọp giấy hoặc là con sư tử giấy hiện giờ.
Bản chất của chúng ta là gì? Người dân tộc Việt là gì? Con rồng cháu tiên, anh hùng bất khuất, không kẻ nào đánh phá được. Và chúng ta lấy lại điều đó. Cảm ơn anh đã cho em lên diễn đàn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh Cộng Hòa. Hôm nay là cũng là lần thứ hai mời anh lên diễn đàn. Và cũng cảm ơn anh đã chia sẻ những cái nỗi niềm để cho dân tộc Việt Nam, cho người dân Việt Nam và những anh em biết về cái quyền lợi của mình. Thật sự ra người dân của mình cũng luôn luôn tự hào. Luôn luôn tự hào là chúng ta có 4.000 năm văn hiến. Chúng ta có coi như là một cái lịch sử là đánh thắng Tây, đánh thắng Tàu, đánh đổ coi như thực dân Pháp, đánh đổ cái đế quốc Mỹ. Thì như em cũng thường nói, cái đó là chỉ là những cái mà tự hào ảo đó. Hãy nhìn nhận vào thực tế. Cái thực tế hiện nay chúng ta đang sống nè, cái thực tế hiện nay nó đang diễn ra trên đất nước của chúng ta nè. Và cái thực tế chúng ta là ai bây giờ, chứ không phải là chúng ta tự hào những cái đó là những cái ảo thôi. Chúng ta luôn ôm, cũng như tôi biết rằng gia đình tôi là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng tôi vẫn nói những người Việt Nam Cộng Hòa là đừng có mà ôm những cái ảo nữa, mà nếu mà tự hào lại hành động đó. Chứ còn nếu chúng ta cứ ôm tôi gia đình tôi này kia nọ, đúng không, công trạng này kia, quên cái chuyện đó đi. Và hãy nhìn thực tế đi. Cái thực tế nó mới nói lên được cái thực trạng của xã hội. Và cái thực tế nó mới nói lên cái con người của mình. Anh dám nói, anh dám làm, anh dám xuống đường. Đó, đó mới là cái thực tế. Đừng ôm cái quá khứ. Cái quá khứ chỉ để làm một cái cuộc vui cho mình đó. Bởi vì cái quá khứ đó thì để vào lịch sử đi. Nó là lịch sử. Mà bây giờ chúng ta phải hành động. Nói anh. Bởi vì cái hành động của chúng ta bây giờ cần là sao? Bởi vì Đảng Cộng sản nó hèn bây giờ. Hiện tại bây giờ Đảng Cộng sản là một cái đảng hèn. Hiện tại Đảng Cộng sản bây giờ là một cái đảng ác. Hiện tại Đảng Cộng sản bây giờ là cái đảng cướp, mà chúng ta muốn dẹp cái đó. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải hành động. Phải đứng lên. Chứ không phải ngồi đó mà tự hào rồi nó sẽ sụp đổ. Không. Không bao giờ. Tôi hỏi thật sự tất cả anh chị em có muốn lật đổ Đảng Cộng sản hay không? Chắc rằng ai cũng muốn. Ai cũng muốn hết á. Nhưng mà muốn là phải hành động. Muốn là phải đóng góp. Mỗi người đóng góp bằng một bàn tay. Mỗi người đóng góp bằng một bước chân. Đó là dẫn lên cái sự chiến thắng. Bây giờ cái sự hành động của chúng ta ngay cái thời điểm này nó quan trọng hơn tất cả những cái mà quá khứ. Bởi vì sao? Bây giờ Đảng Cộng sản nó đang nằm trong cái tình thế tiền không có, đi ra vai không được. Thằng đàn anh của nó thì đang hâm nó đó. Và cái thế của dân là đứng lên là sẽ lật được nó thôi. Đây là cơ hội của chúng ta nè. Nếu chúng ta không tận dụng cái cơ hội này sẽ không còn những cái cơ hội nào nữa đâu anh chị em à. Nếu mà chúng ta bỏ qua cái cơ hội này thì khi đất nước Việt Nam của chúng ta lọt vào tay giặc Tàu phương Bắc, chúng ta sẽ thành Tây Tạng thứ hai, sẽ thành Tân Cương thứ hai đó. Mà bạn tôi còn rồi. Chưa nói chứ không phải là, nếu mà còn thậm tệ hơn là chúng ta sẽ thành Đồ Bàn thứ hai, sẽ thành Chăm Ba thứ hai, sẽ bị diệt chủng hết đó. Nên nhớ như vậy đó. Đó. Tôi nói với đừng dân đến. Của mình rằng anh chia sẻ tiếp đi anh. Giá trị của một con người không nằm trong quá khứ, cũng như một quốc gia. Giá trị của một quốc gia không nằm trong quá khứ. Chúng ta hãy bỏ đi quá khứ mà hãy học hỏi từ quá khứ thôi để rút ra. Còn giá trị của chúng ta là hiện tại. Chúng ta đừng lấy quá khứ để tạo thành giá trị của mình. Giá trị của mình là thực tế và con người chúng ta cũng như quốc gia của ta hiện giờ. Giá trị của đất nước Việt là bây giờ, con người Việt Nam là bây giờ. Không thể là nô lệ tình dục cho năm châu, không thể là đi khắp bốn phương lao động.
không thể là để Đảng Cộng sản đàn em như một con thú. Giá trị của ta là bây giờ. Đúng vậy. Hãy nhìn thẳng vào cái sự thực tế. Hãy nhìn thẳng vào cái hiện tại đây nè. Là dân tộc Việt Nam của chúng ta đang bị áp bức như thế nào? Người dân của chúng ta đang sống một cái cuộc sống khốn khổ như thế nào? Đó mới cái chúng ta đang cần nói. Chúng ta phải hành động. Tôi nói với những người đang giàu có hiện giờ. Giai cấp này mới là quan trọng lúc bây giờ. Các bạn nhìn đi, sau giải phóng, đất nước ta cũng có những người giàu có, làm ăn chân chính, trở lên thực sự giàu. Nhưng đảng này đã thất bại và luôn giết người ta. Không phải nói tùng từ giết, nhưng mà thọc huyết heo, bắt người ta tù tội. Tôi minh chứng cho các bạn nghe, đó là Tăng Minh Phụng, một trong những người giỏi, kinh tế giỏi. Sau Tăng Minh Phụng, bạn biết là ai? Nước Hoa Thanh Hương. Sau đó là ai? Bầu Đức, Bầu Kim, Vũ Nhôm. Liên tục và sắp tới sẽ còn nhiều người nữa. Ai trỗi lên giàu có đều phục vụ cho đảng này. Trong đất nước Việt Nam chúng ta, tôi đảm bảo sẽ không có triệu phú, tỷ phú gì hết. Ai giàu lên đều bị giết hết. Bị ép gì, không phải giết mà bị ghép tội rồi cũng trắng tay mà thôi. Và tôi cảnh cáo bây giờ nha, Phạm Nhật Vượng nha, xe hơi Hyundai nha, tôi nói coi các bạn, một năm nữa bạn nhớ lời tôi nói về Phạm Nhật Vượng này, có sai hay không? Đang nổi lên nè. Đảng này đứng ra bảo lãnh cho Phạm Nhật Vượng mượn mấy tỷ đô để làm cái xe với cái gì đó. Nhưng tôi đảm bảo một năm nữa ông ta sẽ trắng tay. Tiền đó sẽ phục vụ cho đảng cướp. Mặc dù người ta đã làm ăn chân chính, nhưng đã dính vào đảng này là trở thành như vậy. Nên những người giàu có bây giờ đừng phục vụ đảng này nữa. Hãy bảo vệ đồng tiền của mình. Rút tiền về, bảo vệ tiền của mình. Những gì mình có bảo vệ, đừng có khoe khoang cũng như hoạt động để nuôi cái đảng này nữa. Tôi kể từ năm 75 tới bây giờ, và sắp tới nè, mấy người nữa nè. Chết hết, tôi nói. Tôn Hoa Sen cũng chết luôn, thằng nào cũng chết. Vì đảng đó cuối cùng nó cướp hết. Nên tôi kêu gọi những người giàu có hiện bây giờ, hãy tự bảo quản đồng tiền của mình, rút về, giữ nó, vàng giữ nó. Những nhà doanh nghiệp cũng vậy, giàu có đừng có khoe khoang làm nữa, nghỉ đi. Bạn làm cả cuộc đời nổi tiếng rồi cũng phục vụ cho đảng cướp, bạn không được gì đâu. Phạm Nhật Vượng, xe Hyundai Trường Hải, Tôn Hoa Sen, nghỉ đi. Đừng làm nữa, rồi cuối cùng bạn cũng chết như những người trước đó tôi đang kể đó. Không thoát ra khỏi đâu. Ngay bây giờ mấy bạn, bảo vệ mình đi. Cảm ơn anh cho em lên diễn đàn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn một người lắng nghe. Dạ, cũng mong sẽ gặp lại anh trên những cái diễn đàn tiếp theo. Em sẽ mời anh xuống và em cũng sẽ coi như là chia sẻ thêm một vài phút nữa thì em cũng sẽ kết thúc cái livestream hôm nay. Thì nói chung là thì từ nãy giờ thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều để theo dõi cái livestream của em. Thì em quay lại với những cái chủ đề chính của mình từ buổi ban đầu, thì gút lại là tại sao người dân Việt Nam của chúng ta khổ, tại sao công nhân Việt Nam của chúng ta khổ, tại sao những người lao động tự do khổ, nó đều có một cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân nó nằm ở một cái điểm chính mà ra. Người dân Việt Nam đóng thuế rất là nhiều. Người dân Việt Nam bỏ sức lao động của mình ra làm nhiều hơn tất cả các người lao động trên thế giới. Và người dân Việt Nam
nghỉ hưu trễ nhất so với các nước thế giới. Bởi vì người dân Việt Nam cho dù hết tuổi lao động rồi nhưng cũng phải làm, cũng phải đi làm, cũng phải đóng thuế. Tức là người dân Việt Nam của chúng ta là tất cả từ nhỏ đến lớn là đều phải coi như là bán công sức của mình để làm gì? Để nuôi cái đảng Cộng sản. Tức là cái đảng Cộng sản là cái gốc, cái nguồn cội mà gây ra những cái bất ổn của xã hội, gây ra cái sự đói nghèo của xã hội, gây ra cái sự đói nghèo cho anh chị em, gây ra cái sự khốn khổ cho những người lao động đó. Anh chị em hãy nhìn lại những cái mà đảng Cộng sản lập ra, những cái hội đoàn, những cái nhóm, những cái tổ chức này tổ chức nọ mà của đảng lập ra, thì có một cái hội đoàn nào, một cái tổ chức, một cái nhóm nào bảo vệ được cái quyền lợi cho anh chị em không? Không, chưa bao giờ đó, chưa bao giờ đó, chưa bao giờ bảo vệ cái quyền lợi cho anh chị em. Mà thực chất những cái tổ chức đó lập ra để kiểm soát anh chị em. Tôi nói một cái câu đơn giản như thế này, chắc là nhiều anh chị em không có tin. Anh chị em có tin rằng những cái thằng mà gọi là dân quân tự vệ và dân phòng đó toàn là những cái thằng trộm cướp, những cái thằng mà coi như là mua bán xì ke không? Anh chị em có tin không? Và những thằng trốn nghĩa vụ quân sự không? Anh chị em có tin không? Đó, anh chị em cứ đi tìm hiểu đi. Nhà người ta ban đêm mà mất trộm á, là anh chị em biết do ai không? Ăn trộm nó không có bao nhiêu hết á, mà do tụi nó gây ra là nhiều. Anh chị em thử đi tìm hiểu đi. Là tôi nói có đúng không? Đó. Thì nếu như chúng ta muốn thoát khỏi cái sự xiềng xích, chúng ta muốn thoát khỏi cái sự nô lệ, à, chúng ta muốn có cái cuộc sống tốt hơn, chúng ta muốn có nhà cửa để ở, chúng ta không phải ở một cái phòng trọ như một cái chuồng heo, à, chúng ta muốn con cháu của chúng ta muốn con em của chúng ta có một cuộc sống học hành tốt đẹp, chúng ta muốn con em của chúng ta coi như là học đóng được cái chất xám của mình cho xã hội. À, chúng ta muốn đi bệnh viện không bị nằm 5-3 người. À, chúng ta muốn coi như là được uống thuốc không phải thuốc giả. Chúng ta muốn người ta tôn trọng mình. Thì chúng ta phải biết đoàn kết lại, đứng lên, tẩy chay cái đảng Cộng sản này, lật đổ nó xuống, phải không? Và bầu lên những cái người có tâm, có tầm, phục vụ cho đất nước. Và phải, cái quan trọng là phải có tam quyền phân lập, đa nguyên đa đảng. Chỉ có những đất nước đa nguyên đa đảng mới coi như là người dân mới có được cái quyền quyết định. Còn những nước mà gọi là tự do mà do một đảng lãnh đạo thì không bao giờ, muôn đời cũng không bao giờ người dân có cái quyền làm chủ của mình. Những cái quyền làm chủ đó là những cái quyền láo, những cái dối trá, những cái mị dân. Đó, xin thưa anh chị em như vậy. Tại sao một quốc gia cần phải có nhiều đảng để làm gì? À, những cái thằng đầu bò nó nói rằng một đảng không có đấu đá, một đảng đảng kiểm soát xã hội tốt hơn. Đó là những thằng đầu bò. Xin thưa với anh chị em như vậy. Tại sao tôi dám gọi nó đầu bò? Bởi vì nó chỉ biết bưng bô cho đảng Cộng sản. À, bởi vì tại sao họ cần có nhiều đảng để làm gì? Họ cần có nhiều đảng để cho nhiều cái sự lựa chọn. Tôi sẽ ví cho một cái rất là đơn giản. Nếu như tất cả anh chị em bước vào một cái siêu thị đó, bánh nó chỉ có một loại bánh, phải không? Son nồi nó chỉ có một loại son nồi đó. Máy quạt nó chỉ có một loại máy quạt, thì anh chị em chọn cái gì đó. Hả? Đi vào một cái chợ cá mà nó chỉ có một cái loại cá hả? Như vậy anh chị em chọn cái gì? Ăn cái gì? Hả? Nhiều đảng để làm gì? Để cho nhiều sự lựa chọn. Thằng này bất tài, nó cũng giống như con cá vậy đó. À, con cá này dở, tao không ăn. Toàn con cá kia. Đúng không? Đó là sự lựa chọn. Có nhiều sự lựa chọn. Cái thằng đảng này nó mắc dịch. À, nó nói nó không làm. Tao không có bầu cho mày nữa. Mày đi xuống mày. Thằng khác lên, lãnh đạo đất nước cho tao.
Mày nói mày diệt tham nhũng không được, đúng không? Mày xuống mày, tao bầu cái đảng khác lên. Đó là cái sự cần thiết của một xã hội. Đó là cái sự tự do. Đó mới gọi là người dân có quyền. Cái lá phiếu của người dân lúc đó mới là quan trọng. Chứ đừng có mà nói dốc, nói xạo mị dân như ngày hôm nay. Có một cái đất nước, một cái xã hội nào trên thế giới, kể cả một cái xã hội mà văn minh bậc nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, nó cũng chưa bao giờ mà bỏ phiếu mà coi như, tôi thật sự á, 53 với lại coi như là 40 mấy là nó mừng chết cha rồi. Có nhiều khi 49 coi như là 51 nữa. Đó, chứ đừng có nói mà, còn anh chị em thấy không? Đất nước cộng sản tự do quá, anh chị em có cầm cái lá phiếu bỏ phiếu hay không? Mà lúc nào coi như là cũng là 99,9%, 99,7%, 99,97%, 90 phẩy cái ông nội cha nó, ai bỏ phiếu cái kiểu đó, hả? Nó lừa không? Đó có phải là lừa không? Lừa, lừa trắng trợn, quá lừa. À, một cái đảng mà nó bị như vậy đó, mà nguyên nhân cũng là do người dân của chúng ta. Người dân của chúng ta bao nhiêu năm nay không thoát khỏi, như hồi nãy anh Cộng Hòa nói, người dân của chúng ta bao nhiêu năm nay bị cái như là nó xiềng xích. Bây giờ nó có tháo xiềng xích ra đi nữa thì cũng không dám bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của mình, không dám bước ra cái sự lẩn quẩn trong cái đầu óc của mình là lúc nào cũng sợ công an bắt, lúc nào cũng sợ đàn áp, lúc nào cũng sợ đói. Đó, cái đó là một cái sự khốn nạn. Bây giờ là cái thế giới nào rồi, cái thời đại nào rồi? Anh chị em ngồi ở Việt Nam, anh chị em có thể nói chuyện với người bên Mỹ, thấy hình thấy mặt người ta. Đó, thấy chưa, nó khác chưa? Tại sao anh chị em không chịu mở mắt, mở tai ra? Đó, mà anh chị em tự coi như là bịt miệng mình, tự bịt mắt mình, tự bịt tai mình. Buồn lắm. Nếu dân tộc của chúng ta còn tiếp tục như vậy, còn không thoát được cái sự sợ hãi, còn không thoát được cái sự mà chấp nhận làm nô lệ, thì sẽ không bao giờ dân tộc của chúng ta mà thoát được cái sự nô lệ. Chúng ta hãy đứng dậy. Chúng ta hãy thoát khỏi cái văn hóa cúi đầu. Dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc cúi đầu. Văn hóa Việt Nam không phải là văn hóa cúi đầu. Mà dân tộc Việt Nam là một dân tộc đã từng đánh thắng bao nhiêu giặc ngoại bang, bao nhiêu lần giặc Tàu phương Bắc phải thất bại với coi như là cha ông của chúng ta. Tại sao thời này chúng ta lại hèn nhát như vậy? Chúng ta phải cúi đầu như vậy? Chúng ta đã bị Đảng Cộng sản nó nhồi sọ, chúng ta đã bị Đảng Cộng sản nó lừa mấy mươi năm nay, và nó cai trị chúng ta bằng nhà tù và họng súng, và chúng ta đã chấp nhận một cuộc sống cúi đầu. Mà anh chị em đừng có nghĩ rằng cúi đầu là nó tha. Anh chị em đừng có nghĩ rằng chúng ta yên phận rồi chúng ta được tự do, ai muốn làm gì làm, không ảnh hưởng đến gia đình của chúng ta. Nhưng tôi nói cho anh chị em biết, anh chị em càng cúi đầu thì cái lợi ích của anh chị em càng bị nó cướp. Anh chị em đừng nghĩ rằng chị em cúi đầu anh chị em được yên. Đó. Anh chị em thấy nhìn lại những cái việc xung quanh của anh chị em đi. Từ cái bữa ăn hàng ngày của anh chị em, đó, đến những cái phương tiện của anh chị em đi. Đó. Anh chị em có được hưởng những cái tốt đẹp như người ta hay không? Một chiếc xe của người ta sản xuất ra giá 10.000, nó về nó bán cho anh chị em 30-40 ngàn. Đó, thấy không? Bất công không? Bởi vì anh chị em không dám cất lên tiếng nói. Anh chị em không cất dám coi như là thể hiện cái quan điểm của mình. Cứ đem cái quan điểm của mình về chui với gầm giường đó nói thì sẽ không bao giờ. Hãy đứng lên anh chị em à. Hãy thoát khỏi, hãy thoát khỏi cái sự cúi đầu. Hãy thoát khỏi cái sự sợ hãi của mình.
chúng ta sợ hãi. Chúng ta sợ hãi rồi, nó có tha cho chúng ta hay không? Chúng ta thấy nhà bên cạnh bị cướp đất, chúng ta không dám nói. Chúng ta nói sợ nó qua nhà chúng ta nó cướp. Rồi nó có tha cho anh chị em không? Hả? Hay là nó cũng cướp luôn? Không bao giờ nó tha đâu anh chị em à. Cho nên nếu như chúng ta muốn bảo vệ tài sản của chúng ta, chúng ta muốn bảo vệ cuộc sống của chúng ta yên bình, đó, thì trước tiên chúng ta phải mạnh mẽ, đứng lên. Anh chị em thấy tiền của anh chị em gửi vô ngân hàng không? Mất trắng đó, thấy chưa? Nhưng được mấy người dám cất lên tiếng nói. Nếu như anh chị em dám đấu tranh với nó, dám chỉ thẳng mặt nó, tụi mày là kẻ cướp, tụi mày không xứng đáng lãnh đạo đất nước, tụi mày xuống, lôi đầu nó xuống. Mỗi dân mỗi tỉnh, dân Cần Thơ thì bu về, tụ tập về Cần Thơ, dân Long An tụ tập về Long An, kéo về Long An. Nó không có đủ quân để mà nó bắt nó bỏ tù anh chị em, mà nó cũng không có đủ nhà tù để nó bắt nó nhốt anh chị em. Nó dám bắn anh chị em không? Tôi xin thề là không bao giờ nó dám, không bao giờ nó dám, coi như là để giống như là Thiên An Môn xảy ra. Đừng nghe Đảng Cộng sản nó hù, nó nói nếu như mà người dân mà đứng lên nó sẽ coi như là trở thành Thiên An Môn thứ hai. Tôi dám hứa với anh chị em, và nếu như mà nó dám đụng đến người dân cái kiểu đó, những đồng bào ở hải ngoại họ sẽ áp lực cho Hoa Kỳ giọng thẳng Tomahawk vào cái lăng Ba Đình đó, giọng thẳng Tomahawk vào coi như là cái bộ chính trị nó đó đang họp ở coi như là Hà Nội đó, nó thẳng như vậy đó, chứ đừng nói chuyện. Nó dám không? Không bao giờ dám. Cho nên đó, bây giờ anh chị em đang sống trong một cái nhà tù mà anh chị em còn sợ cầm tù nữa. Đã ở tù mà còn sợ cầm tù à? Anh chị em hãy mở ra đi, mở mắt mình ra đi, bước ra đường đi. Đó, hãy bước ra đường nhìn người ta đi, hãy bước ra bên ngoài nhìn người ta đi. Người ta, những người công nhân ở các nước kế bên anh chị em, họ cũng làm công nhân như anh chị em, họ làm ít tiếng hơn anh chị em. Họ làm một ngày chỉ có 7 tiếng thôi. Đó, một tuần họ làm chỉ có 5 ngày thôi mà nhà họ có xe hơi để đi. Đó, họ bệnh họ vô nhà thương không phải tốn tiền. Con của họ đi học không phải tốn tiền. Đó, anh chị em có muốn không? Có muốn được như vậy không? Quá muốn chứ, đúng không? Quá muốn. Đó. Có người mà đặc biệt là người Việt Nam nữa, rất là tham. Những cái đó là tôi muốn lắm. Đó, nhưng mà không dám làm. Chỉ chờ người khác làm cho mình, đừng chờ nữa. Không có ai làm giùm ai đâu, không có ai làm không đâu. Mỗi người có một cái trách nhiệm của mình. Chúng ta phải quan sát những cái bên cạnh của mình, và mỗi người đóng theo mỗi cách của mình. Ai làm được cái việc gì làm việc đó, đó là đóng góp cho cái tiến trình phát triển. Và chúng ta đừng bao giờ đóng tiền để nuôi cái Đảng Cộng sản nữa. Đó, đó là cái nguyên nhân. Và tôi cũng khuyên đồng bào hải ngoại, đừng nên gửi một đồng nào về đất nước nữa. Cái sự mà gửi tiền của quý vị từ ở hải ngoại về là nuôi Đảng Cộng sản đó, chứ không phải là coi như là giúp gia đình của anh chị em đâu, giúp bạn bè đâu. Đó. Giúp nó có nhiều cách giúp, nó đủ mọi mặt để giúp, đúng không? Chứ không phải là chuyển tiền về là giúp. Không phải, không phải như vậy. Chuyển tiền về không phải là giúp đâu, mà đang hại đó. Đây nè, tôi có rất là nhiều người bạn, họ ở Sài Gòn, phải không? Gia đình họ Việt Kiều, hàng tháng gửi về cho một người cả ngàn đô là. Họ không phải đi làm, họ dùng cái đồng tiền mà ở hải ngoại, ở cái như là bà con của họ gửi về đó, đi ăn nhậu, đi chơi bời, đập đá, hút chích, đua xe. Anh chị em thấy không? Có phải là anh chị em đang hại họ hay là không? Rồi sao? Rồi bắt đầu nhiễm HIV,
Đó, thấy không? Đó, đó là những cái mà vô tình anh chị em đang hại họ. Đó, mỗi thượng đế sinh ra một con người đều như nhau, đều có khối óc, trừ ra những người bị bệnh đó, thì không nói đến. Còn tất cả những con người đều như nhau, đều có bàn tay, đều có chân, đều có khối óc, phải lao động. Đừng có nuôi họ nữa. Anh chị em phải nhìn ra cái thực tế ở bên ngoài. Không có cha mẹ nào bảo bọc con mình hết á. Qua 18 tuổi mày phải đi làm để mày lo cho cuộc sống của mày. Đi ra khỏi nhà, đi mướn nhà khác ở. Đó. Mày phải tranh đấu cho cái cuộc sống của mày. Mày phải tranh đấu cho cái quyền lợi của mày. Đó là cuộc sống thực tế đó. Còn người dân Việt Nam của chúng ta sao? Tối ngày sống trong một sự bảo bọc, ỷ lại, luôn luôn ỷ lại. Đó, từ cái văn hóa ỷ lại đó mà dẫn đến cái sự nhu nhược của chúng ta ngày hôm nay. Đó, ỷ lại cha mẹ, ỷ lại xã hội, bây giờ ỷ lại. Ôi chuyện đó coi như là mình đâu cần phải nói, chuyện đó có đảng nhà nước lo. Đó, thấy chưa? Và đảng nhà nước nó đã lo cho anh chị em rồi. Nó lo cho anh chị em cái chỗ chôn, nó lo cho anh chị em cái chỗ à, để cốt à, phải không? Đó là nó lo đó. Cho nên đó, anh chị em phải mạnh mẽ lên. Đừng chịu khuất phục nữa. Khuất phục quá lâu rồi, khuất phục quá nhiều năm rồi, còn cái gì để mất nữa không? Cái văn hóa Việt Nam là một cái văn hóa bây giờ từ cái thời đại mà của Hang Bắc Bó nó đem vào cho cái người dân Việt Nam của chúng ta là trở thành một cái văn hóa ích kỷ, hèn mọn, à, biết cho bản thân của mình, hèn hạ với coi như là kẻ thù, mà lại ác với những người yếu thế hơn mình. Đó là cái văn hóa của coi như là Bắc Bó nó đem vô. Cái văn hóa của quỷ, của khỉ Trường Sơn, của quỷ Trường Sơn nó đem vô là nó hại người dân của chúng ta. Thấy người yếu hơn mình nó thì chà đạp. Đó. Đó. Mà thấy kẻ mà mạnh hơn mình đó, nịnh hót, nịnh hót rồi cúi đầu. Đối với tôi, đúng tôi nói đúng, sai tôi nói sai, mày có giàu kệ cha mày, tao không quan tâm, đúng không? Mày có giàu mày nói sai kệ cha mày, tao không quan tâm. Bởi vì mày giàu mày ăn mày không cho tao được. Cho nên rất là rõ ràng. Chúng ta sống trong một cái xã hội như vậy, chúng ta có còn có phải là con người không? Chúng ta có biết về cái danh dự của mình như thế nào không? Cái danh dự của chúng ta đi bán rẻ rồi. Cái danh dự của chúng ta bị Đảng Cộng sản nó cướp mất rồi. Cho nên là hãy mạnh mẽ lên chị em ạ. À. Phải biết cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân của nó mà gây ra đến cái xã hội ngày hôm nay là tất cả là Đảng Cộng sản. Nó nói cái gì cũng của dân. Vì lợi ích. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Nó trồng cái cây nào? Hay là nó chỉ là những cái thằng phá rừng? Những cái thằng coi như là giết hại biển, à, những khu rừng nguyên sinh của Việt Nam của chúng ta, nó đều coi như là xẻ thịt, nó đều coi như là bán đất, à, nó đều đem bọn Trung Quốc qua hãm hại người dân chúng ta. Thấy chưa? Còn cái gì không? Còn cái gì để nói không? Một cái thằng già đầu bạc lú lẫn, đó,
mà đưa lên lãnh đạo đất nước thì hỏi làm sao? Làm sao đất nước nó phát triển? Mà bên cạnh á, bên cạnh mà những cái thằng mà cố vấn á, của một cái thằng già mà lú lẫn á, lại là coi như những cái thằng chỉ biết bờ đích, chỉ biết coi như là hám lợi đó, chỉ biết về cái quyền lợi của mình, thì hỏi làm sao đất nước nó phát triển đó. Như vậy còn kiêm luôn hai chức nữa chứ, thấy chưa? Đó, như vậy mà chúng ta còn im được, chúng ta vẫn tiếp tục để nó làm gì nó làm. Như vậy là nghèo đúng rồi, như vậy bị làm nô lệ đúng rồi. Muốn thoát không? Dễ dàng lắm. Muốn thoát khỏi sự nô lệ dễ dàng lắm. Đứng lên, cất lên tiếng nói của mình, đủ mọi cách hết, đúng không? Chứ đừng có nghĩ rằng á, đừng có nghe Đảng Cộng sản nó tuyên truyền là chính trị là một cái gì ghê gớm lắm. Không, chính trị không có gì ghê gớm hết đâu. Đơn giản lắm. Anh chị biết quan tâm, biết để ý, đó là chính trị. Chúng ta là những người quan tâm chính trị chứ không phải chúng ta là những người làm chính trị, nó khác. Đó, nó khác biệt nhau rõ ràng. Đừng có đánh đồng, đúng không? À, thôi, diễn đàn quay hôm nay thì cũng dài lắm rồi. Em sẽ tạm dừng là tại đây. Mai em sẽ chia sẻ tiếp. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Để dành rất là nhiều cái thời gian để nghe những cái diễn đàn của em. Và cũng xin lỗi tất cả anh chị em, bởi vì có những cái khuất mắc từ cái lúc đoạn giữa, thì cũng mong tất cả anh chị em bỏ qua. Và chúng ta đừng có nhìn những cái mà khác biệt nhỏ đó mà chúng ta đánh đồng đến một cái công cuộc lớn của chúng ta. Cái công cuộc lớn của chúng ta là một cái công cuộc đánh đổ Đảng Cộng sản để đưa một cái nền tự do đến cho đất nước của chúng ta, chứ không phải vì những cái này mà chúng ta đánh đồng lại. Đó, cũng mong rất là nhờ anh chị em thông cảm cho những anh chị em đó. Thì trước khi chia tay thì cũng mời anh chị em nghe một bài hát để coi như là giải tỏa những cái bức xúc của mình. Đó. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Quên. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Chúc tất cả anh chị em có một buổi tối tốt lành. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong những lần livestream tiếp theo. Về quê thăm mẹ, từ độ sung tù giết nơi nơi, mẹ già rơm rơm tay gậy trúc, tiếng con lúc trời hừng đông, và những ngày chiến thắng mẹ mong, cơm xây no lòng khi xa nhà. Con mơ bếp vọng lời mẹ xưa, ngày hành quân xa bên đầu núi, nhớ thương mình làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm chưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm ngày, tóc mẹ nay trắng nhìn, dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà, cô láng giềng có thường sang chơi. Con ước mơ bình yên con về,
đêm hồng bên bạn bè năm xưa. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô lắng hiền về thăm, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Chưa về quê thăm mẹ, từ độ xung thù giết nơi nơi. Mẹ già run run tay gậy trúc, tiễn con lúc trời hừng đông và những ngày chiến thắng mẹ mong. Cơm xây no lòng khi xa nhà, mơ bếp hồng lợi mẹ xưa. Ngày hành quân xa bên đầu núi, nhớ thương biết làm sao thăm, xin chúc mẹ miền quê an lành. Bao lâu con vắng nhà, cơm trưa chiều quanh hiu, nhớ mong con đêm ngày nay trắng. Dăm ba đứa bạn được về phép, có ghé qua nhà cô láng giềng, có thường sang chơi. Con ước mơ bình yên con về, bếp hồng bên bạn bè năm xưa. Nhà mình vui như ngày Tết, có cô lắng tìm về thăm, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Nhà mình vui như ba ngày Tết, có cô lắng tìm về thăm, thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già. Nhà mình vui như ba ngày cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em đã dành rất là nhiều thời gian ra để theo dõi những cái livestream như thế này của em. Và chúc tất cả anh chị em có một đêm ngon giấc. Tất cả anh chị em, chúc tất cả anh chị em ở hải ngoại có một ngày bình an. Thì hôm nay thì là ngày giỗ của cụ Diệm mà không có đi được. Thì cũng hơi buồn. Nhưng mà hôm nay lại lên cái diễn đàn thì là có những chuyện cũng không được hay lắm. Thì cũng mong tất cả anh chị em bỏ qua. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em. Mong rằng những diễn đàn tiếp theo sẽ không có gặp những cái trường hợp như thế này nữa. Tạm biệt tất cả anh chị em và hẹn gặp lại.